Chào mừng các bạn đến với kênh Tô Full Review. Đây là video truyện audio. Siêu phàm sát thần, đô thị cực phẩm y thần, tập 2300 đến 2309. Tập 2300 là trầm uyên độc thể hiệu quả. Diệp thần nhưng rất rõ ràng, kỳ lâm thể chất là trầm uyên độc thể, khí độc đặc biệt nồng nặc, đủ để ích dịch thiên địa, cả thiên địa quy tắc đều phải xu hướng tránh. Yêu nghiệt nhận lấy cái chết. Tham lang đại đế gương mặt đằng đằng sắc khí, giơ bàn tay lên, thái thượng sắc khí tuôn ra liền muốn một trưởng tiêu diệt kỳ lâm nhưng quấn quanh ở ở trên tay hắn sắc khí tới gần một chút kỳ lâm liền tựa như con cá thấy nước ong mật thấy cánh hoa lại là hiện ra thân thiết ôn hòa ý không đành lòng sát thương kỳ lâm thấy tham lang đại đế đằng đằng sắc khí bàn tay như là ai yêu một tiếng kêu kêu sợ hết hồn tiền bối lại không động thủ đây là bạn của ta diệp thần vội vàng ngăn trở tham lang đại đế đem kỳ lâm kéo tới đây diệp bức vương ngươi quả nhiên còn chưa có chết kỳ lâm gặp được diệp thần thật là vui mừng phải hơn nhảy cỡn lên ôm chặt lấy diệp thần thân thể không nói ra được kích động nàng dựa vào độc bia cái này môi giới tìm được thiên nộ chi địa rốt cuộc tìm được diệp thần kỳ lâm ngươi làm sao tới diệp thần xoa xoa kỳ lâm đầu nhỏ trong lòng một hồi ấm áp rất là cao hứng kỳ lâm nói ta lo lắng ngươi nha nghe nói ngươi bị đế thích thiên và huyền cơ nguyệt đánh cho thành đầu heo bên ngoài người đều nói ngươi chết nhưng ta biết ngươi nhất định còn sống, ngươi quả nhiên còn chưa có chết. Diệp thần bật cười khanh khách, quát cạo kỷ lâm lỗ mũi, nói ta không như vậy dễ chết. Cái này đại thúc là ai, làm sao vừa thấy mặt đã muốn giết ta. Kỷ lâm nhìn xem tham lang đại đế, bĩu môi, mới vừa tham lang đại đế còn muốn một trưởng giết chết nàng, quả thực hù được nàng không nhẹ. Xin lỗi, cô gái nhỏ, là ta tạm thời xung động. Tham lang đại đế buông xuống bàn tay, tò mò đánh giá kỷ lâm hắn phát hiện kỳ lâm trầm uyên độc thể thể chất đặc biệt đặc thù rất thích hợp tu luyện sắc khí loại thần thông nếu như có thể thu kỳ lâm làm đồ đệ vậy hắn thái thượng thiên sát nói liền có người kế nghiệp võ đạo một đường có một hơi điểm một ngọn đèn truyền thừa vô cùng trọng yếu ngày hôm nay tham lang đại đế trước sau cự tuyệt huyền cơ nguyệt và đế thích thiên mời sau này ngày tuyệt sẽ không tốt lắm hắn đã làm xong phải chết chuẩn bị nhưng ở chết trước hắn muốn đem đạo của mình pháp truyền thừa tiếp diệp thần nói cái này vị tiền bối kêu tham lang đại đế là ngày xưa thượng cổ thánh nhân thủ đồ ngươi mau tới bái kiến tham lang đại đế nha ngươi chính là đế thích thiên sư huynh kỳ lâm giọng run lên nhất thời cảnh giác hiển nhiên nàng cũng nghe qua tham lang đại đế danh tiếng bàn về bối phận tham lang đại đế vẫn là đế thích thiên sư huynh diệp bức vương ngươi như thế nào cùng thứ người xấu này chung một chỗ ngươi cũng không sợ chết sao ngươi không cần phải sợ ta tới bảo vệ ngươi. Kỳ Lâm hừ một tiếng, bàn tay màu xám cho khói độc ngưng tụ, nghiêm thần phòng bị. Nàng gặp Tham Lang Đại Đế khí thế mạnh mẽ, nhưng tu vi tựa hồ còn không khôi phục, nếu như chiến đấu, chưa chắc không có cơ hội thắng. Không phải, Kỳ Lâm, tiền bối không là người xấu. Diệp Thần vừa tức giận, vừa buồn cười, thấy Kỳ Lâm như thế bảo vệ mình, trong lòng lại là một hồi ấm áp. Tham Lang Đại Đế cũng là khóc cười không được, nói, không phải, cô gái nhỏ, ta không là người xấu. Dừng một chút, Tham Lang đại đế âm thầm thần hồn truyền âm, hướng Diệp Thần nói, "Luân hồi chi chủ, cái này bé gái là người người nào?" Diệp Thần trong lòng rét một cái, truyền âm trở về nói, "Là ta một người bạn muội muội, thế nào?" Tham Lang đại đế nói, "Ta xem nàng tư chất thật tốt, rất thích hợp tu luyện ta đạo pháp, ta muốn nhận nàng làm đồ đệ, không biết ngươi ý như thế nào?" Nghe vậy, Diệp Thần nhất thời cả kinh, nói, "Tiền bối, ngươi muốn nhận nàng làm đồ đệ?" Tham Lang đại đế nói, "Đúng vậy, ta ngày hôm nay đắc tội Đế Thích Thiên và Huyền Cơ Nguyệt, sau này tùy thời đều có rơi xuống nguy hiểm, ta cần một cái truyền nhân, thừa kế ta y bát để tránh đạo thống đoạn tuyệt." Diệp Thần nhướng mày một cái, nói, "Ngươi muốn thu đồ, cái này muốn hỏi nàng ý kiến, ta không làm chủ được." Tham Lang đại đế nói, "Nàng tựa hồ không thích ta lắm, ta không tiện mở miệng, xin ngươi hãy hỗ trợ khuyên một hai." Diệp Thần trong lòng thoáng qua vô số ý niệm, Tham Lang đại đế muốn nhận Kỳ Lâm làm đồ đệ đây đối với kỳ lâm mà nói tuyệt đối là thiên đại cơ duyên dẫu sao thời kỳ tộc cùng tham lang đại đế tu vi không thể so với đế thích thiên kém lại là một khối cường giả bàn về bối phận thậm chí là đế thích thiên sư huynh kỳ lâm đi theo tham lang đại đế tu luyện tự nhiên có thiên đại chỗ tốt diệp thần nói tiền bối yên tâm ta sẽ theo nàng cẩn thận nói một chút tham lang đại đế nói đa tạ hai người nói chuyện dùng thân hồn truyền âm hết thảy đều ở đây trong chớp mắt Kỳ Lâm vậy không nghe được. Kỳ Lâm kéo Diệp Thần tay, nói, Diệp Bức Vương, chúng ta đi thôi, tỷ tỷ nàng khẳng định rất lo lắng ngươi, chúng ta mau trở về. Tham lang đại đế hướng Diệp Thần nháy mắt, Diệp Thần hội ý, tăng háng một cái, nói, chúng ta nghỉ ngơi một đêm lại đi. Kỳ Lâm bĩu môi, nói, cũng tốt, vậy chúng ta ngày mai sẽ đi. Đêm đó, Diệp Thần và Kỳ Lâm trở lại cổ kiếm trại, ở lại. Thiên U thiện nữ trở lại luân hồi mộ địa, tham lang đại đế tạm ở lại trên hoang mạc cũng không có lập tức lên đường rời đi hắn còn muốn thu kỳ lâm làm đồ đệ cổ kiếm chạy sau núi đỉnh núi đêm lạnh như nước diệp thần và kỳ lâm sóng vai mà ngồi ngửa mặt trông lên tinh không nói ra đồ thánh đại hội sự việc diệp thần đem đồ thánh đại hội quá trình đủ loại hung hiểm chi tiết thêm dầu thêm mỡ nói một phen nghe được kỳ lâm kinh tâm động phách rung động liền liền diệp bức vương ngươi lá gan có thể thật là lớn không hổ là bức vương à như thế nguy hiểm đại hội ngươi cũng dám đi thật là không muốn sống nữa kỳ lâm vỗ ngực một cái cơn sóng trong lòng như cũ phập phồng không chừng diệp thần và đế thích thiên huyền cơ nguyệt tới giữa tranh lệch lớn đến không có thể tưởng tượng bước có thể ở hai người này uy nghiêm hạ còn sống rời đi thật sự là mạo hiểm cực kỳ khó hơn lên trời sự việc diệp thần cười nói yên tâm ta khí vận thâm hậu rất không như vậy dễ dàng chết khoác lác nếu như không phải là cuối cùng tỷ tỷ ta đi ra giúp ngươi ngươi chắc là phải bị nữ hoàng giết chết kỳ lâm bĩu môi diệp thần cuối cùng còn có thể sống được kỳ tư thanh công không thể không nếu như không phải là kỳ tư thanh hạ xuống dựa hết vào diệp thần một người đối mặt huyền cơ nguyệt kiếm khí sợ rằng tại chỗ liền phải bị giết không thể nào có còn sống cơ hội diệp thần cười nói ừ ta dĩ nhiên là phải cảm ơn tỷ tỷ ngươi kỳ lâm nói vậy chúng ta ngày mai nhanh đi về ta cũng muốn gặp gặp tỷ tỷ diệp thần lắc đầu một cái nói không thật ra thì ta đã cùng tỷ tỷ ngươi liên lạc qua nàng nói ngươi quá nghịch ngợm chẳng muốn gặp ngươi kỳ lâm nói cái gì ngươi đã cùng tỷ tỷ ta liên lạc qua diệp thần nói đúng vậy tỷ tỷ ngươi nói ngươi nghịch ngợm như vậy cần ngươi dạy dỗ nàng muốn cho ngươi bái thăm lang đại đế vi sư tu luyện một đoạn thời gian trở về nữa gặp nàng diệp thần rất rõ ràng kỳ lâm tính cách nếu như mình kêu nàng bái sư nàng là tuyệt đối không chịu chỉ có mang ra kỳ tư thanh mới có thể làm cho nàng cúi đầu. Kỳ Lâm nói, ngươi lừa gạt ta, ngươi khẳng định đang gạt ta. Diệp Thần một mặt vô tội nói, ta không có lừa gạt ngươi, thật sự là ngươi chỉ gọi em bài sư. Kỳ Lâm nói, ngươi gạt người, ngươi có dám hay không thể, gạt người là cún con. Diệp Thần nói, được, ta thể, gạt người chính là cún con, thật là tỉ tỉ ngươi nói, ngươi ngoan ngoãn nghe lời, nếu không nàng sẽ không gặp ngươi. Trong đầu nghĩ, thôi, liền làm một lần cún con đi nếu như kỳ lâm có thể bái nhập tham lang đại đế tọa hạ đối với nàng mà nói tuyệt đối là một cái thiên đại cơ duyên diệp thần vậy muốn thấy được cái này bé gái mới có thể có một cái quang minh tương lai kỳ lâm vành mắt một đỏ nói vậy ta bái sư cái đó đại thúc muốn dẫn ta đi nơi nào ta lúc nào mới có thể trở về diệp thần nói tham lang đại đế thu ngươi làm đồ đệ sẽ mang ngươi đi hư không lịch luyện truyền thụ ngươi cả người đạo pháp còn như lúc nào có thể trở về tới diệp thần bấm ngón tay tính toán lâu thì một năm, ngắn thì năm ba tháng, sẽ không quá lâu. Kỳ Lâm nói, cái đó đại thúc là đời trước tâm ma chi chủ muôn đồ, hắn sẽ không ăn người chứ. Diệp thần bật cười khanh khách nói, tham lang đại đế đã sớm cởi dạy, hắn không còn là tâm ma muôn đồ, ngươi yên tâm đi theo hắn là tốt. Trừ thần thông thuật pháp, hắn còn sẽ truyền cho ngươi thánh nhân đại lộ, ngươi phải nhớ kỹ, thần thông thuật pháp có thể học, thánh nhân gì đại lộ, liền không cần phải để ý đến, cụ thể đạo lý làm người, ngươi cũng không phải đứa bé, mình có thể hiểu, không cần người ngoài chỉ giáo. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Thần giọng ngưng trọng xuống, trước tiên ở Kỳ Lâm trong lòng, trồng một chút nhân quả, miễn được nàng bị thánh nhân đại lộ ảnh hưởng. Thánh nhân đại lộ lớn nhất vấn đề chính là quá mức tuyệt đối, không hắc tức trắng, không có chỗ trống quay về. Nếu như hoàn toàn thừa kế thánh nhân đạo thống, rất có thể rơi vào cực đoan. Thí dụ như năm đó, Tham Lang đại đế biết Yến Trường Ca là tâm ma chi chủ, không có chút nào câu thông, trực tiếp cười dạy. Đây chính là tính cách quá cực đoan, Đế Thích Thiên muốn phát động tâm ma thẩm phán, thật ra thì cũng có thánh nhân đại đạo ảnh hưởng. Bất quá, Đế Thích Thiên kế hoạch so thánh nhân càng cực đoan, càng bất chấp lý lẽ. Diệp Thần tự nhiên không muốn nhìn thấy Kỳ Lâm thành là người như vậy. Được, ta biết, vậy ngươi tối nay cùng ta nói chuyện phiếm hàn huyên tới trời sáng, ngày mai ta lại đi. Kỳ Lâm kéo Diệp Thần cánh tay, nghĩ đến sắp muốn bái sư Tham Lang đại đế, đi theo Tham Lang đại đế đi tu luyện trong lòng 10000 cái không thôi, 10000 cái không muốn. Nhưng là, nàng không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ Kỳ Tư Thanh. Nếu là Kỳ Tư Thanh mệnh lệnh, nàng tự nhiên không dám vi phạm. Được. Diệp Thần khóc cười không được, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là lừa bịp được, chỉ hy vọng sau này Kỳ Lâm biết chân tướng, sẽ không cầm quả đấm đấm mình. Chiều nay, Kỳ Lâm và Diệp Thần ngửa mặt trông lên tinh không, cho chuyện rất nhiều rất nhiều. Diệp Bức Vương, ta thật lâu không có ăn hoa hạ snack khoai, que cày. Diệp Bức Vương, ta muốn cô lôn hư. Diệp Bức Vương, chờ ta trải qua luyện giỏi, thực lực mạnh, chúng ta cùng nhau trở về một chuyến thôi. Chúng ta cầm hoa hạ quà vật xưởng gia công dẫn nhập tới nơi này như thế nào? Diệp Bức Vương, ngươi tại sao không nói lời nào, ngươi có phải hay không ngủ? Diệp Bức Vương, ta luôn muốn hỏi ngươi một cái vấn đề, ngươi tại sao cứ làm ra vẻ? Làm ra vẻ nhưng mà sẽ bị xét đánh. Diệp Thần ngẩn ra, liếc một cái kỳ lâm, ta nào có, có thể vừa dứt lời, trên bầu trời lôi kiếp chớp động, kỳ lâm lộ ra một đạo nụ cười, ngươi xem, Diệp Thần. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thần thật sớm mang kỳ lâm đi gặp tham lang đại đế. Tham lang đại đế gặp hai người tới, nhất thời có chút khẩn trương, không biết kết quả như thế nào. Diệp Thần vỗ vỗ kỳ lâm bả vai, nói: cô bé, mau bài sư kỳ lâm nga một tiếng đầu óc bên trong hiện lên kỳ tư thanh bóng người bất đắc dĩ chỉ có thể quỳ xuống nói sư phụ ở trên cao xin nhận đồ nhi một bái tham lang đại đế ngẩn người chợt mừng như điên đỡ dậy kỳ lâm nói không cần đa lễ mau dậy đi dừng một chút bàn tay lộn một cái móc ra một quả ngọc thoi đưa cho kỳ lâm nói cái này bay vũ tốn phong toa là 33 thiên hỗn độn trí bảo một trong ta hôm nay tặng cho ngươi coi là lễ ra mắt ngươi thật tốt cầm 33 thiên hỗn độn chí bảo, bay vũ tốn phong tòa. Kỳ Lâm nhận lấy ngọc thoi, chỉ gặp ngọc này thoi toàn thân xanh sâu kín, tựa hồ là dùng thái thượng mỹ ngọc đúc thành. Chạm trổ một phiến phiến lông vũ khắc hoa văn, còn có tầng tầng bát quái tốn gió trận pháp, linh khí đặc biệt đậm đà. Tham Lang đại đến nói, hỗn độn chí bảo là thái thượng chư thần chế tạo pháp bảo, uy lực so thông thường hồng mông chí bảo, còn lợi hại hơn rất nhiều, ở rất rất xa thời đại, thái thượng thế giới tinh không sụp đổ, có 33 kiện hỗn độn linh bảo rơi xuống. Cái này 33 kiện hỗn độn linh bảo, chính là trong truyền thuyết 33 thiên hỗn độn trí bảo, mỗi một kiện đều có càn quét sơn hào oai. Kỳ Lâm nói, ai yêu? Đại thúc. Không phải, sư phụ, ngươi vừa thấy mặt đã ban cho ta giày như vậy nặng lễ vật, cũng quá lớn phương liền chứ. Tham lang đại đế khẽ mỉm cười, nói, ngươi là ta đồ nhi, ta dĩ nhiên là dùng mọi cách thương yêu ngươi. Kỳ Lâm nhận lấy ngọc thoi, nói, đa tạ sư phụ. Diệp thần thấy vậy, trong lòng cũng là một hồi vui vẻ yên tâm, để cho kỳ lâm bái sư tham lang đại đế quả nhiên không sai nàng sẽ có được tốt nhất cơ duyên tạo hóa cô bé vậy ngươi sau này thì thật tốt đi theo tham lang đại đế không muốn lại nghịch ngợm diệp thần xoa xoa kỳ lâm đầu dặn dò một phen kỳ lâm le lưỡi một cái nói ta biết không cần ngươi nói trở về hướng tỷ tỷ ta hỏi thăm sức khỏe diệp thần cười một tiếng nói cái này tự nhiên tham lang đại đế nói luân hồi chi chủ lần này đa tạ ngươi Ta đạo thống, cuối cùng có người kế nghiệp. Diệp Thần nói, không sao, ngươi chịu thu nhận cái này nha đầu, cũng là nàng vận khí. Tham Lang Đại Đế nói, vậy non xanh còn đó, nước biếc còn dài, chúng ta cũng nên cáo biệt, để cho ta gặp gặp em gái ta. Diệp Thần ừ một tiếng, lúc này gọi ra Thiên U Thiện Nữ. Thiên U Thiện Nữ hiện thân ra, kêu lên, ca ca. Tham Lang Đại Đế nói, muội muội, ta phải đi. Thiên U Thiện Nữ nói, ca ca ngươi thật muốn cùng đế thích thiên và nữ hoàng là địch tham lang đại đế lạnh lùng nói cái này hai người một cái dùng bỏ thánh nhân đại lộ một cái mưu toan tổn thương ngươi ta sẽ không bỏ qua bọn họ thiên u thiện nữ nói vậy ngươi cẩn thận một chút ngươi đắc tội cái này hai người sau này ngày tuyệt sẽ không tốt lắm tham lang đại đế nói yên tâm bọn họ muốn giết ta vậy không như vậy dễ dàng thiên u thiện nữ trầm mặc xuống yên lặng nhìn tham lang đại đế uyển chuyển than thở tham lang đại đế nhìn về phía diệp thần nói luân hồi chi chủ chăm sóc kỹ muội muội ta chúng ta có duyên phận tạm biệt diệp thần gật đầu một cái nói tiền bối đi thong thả ta nhất định không chịu nơi nhờ tham lang đại đế nói được kéo kỷ lâm tay xoay người biến dạng hư không rời đi kỷ lâm quay đầu lại nói diệp bức phương, không nên quên ta nhớ muốn ta diệp thần bật cười khanh khách phất phất tay đưa mắt nhìn hai người rời đi Thiên U thiện nữ vậy yên lặng nhìn Tham Lang đại đế rời đi, hồi lâu mới trở lại luân hồi mộ địa bên trong đi. Thật ra thì, Thiên U thiện nữ căn bản không cần Diệp Thần chiếu cố, nàng lấy thiện đạo nhập võ, bản thể tu vi ở còn chân cảnh đỉnh cấp, cực kỳ lợi hại. Coi như hiện tại, chỉ còn dư lại một món thần hồn, cũng có còn chân cảnh sơ kỳ thực lực, tuyệt đối không thể khinh thường, Diệp Thần có thể còn muốn mượn nàng lực lượng đây. Luân hồi chi chủ, đời này ngươi, tu vi còn quá nhỏ yếu, ta sẽ hết sức phụ trợ ngươi để cho ngươi sớm ngày trưởng thành, cứu vãn ta chân thân đi ra, miễn được ca, ca ta đi mạo hiểm. Thiên U thiện nữ thân ở luân hồi mộ địa, hướng Diệp Thần phát ra truyền âm. Ở nàng trong lòng, tham lang đại đế phân lượng, tự nhiên muốn so với Diệp Thần nặng rất nhiều. Cứu vãn nàng chân thân, cái này hành động quá mạo hiểm, tuyệt đối sẽ đưa tới huyền cơ nguyệt cam thù, tùy thời đều có rơi xuống nguy hiểm. Tập 2301 Diệp Thần nhìn một cái thương khung, kỳ lâm bọn họ đã hoàn toàn rời đi, mình có lẽ cũng nên rời đi địa phương này. Hắn trong thời gian ngắn không thể nào trở lại Nguyên Thiên Viện và Sáu Đạo Tông đi, Huyền Cơ Thắng và Đế Thích Thiên có thể hiện đầy tai mắt. Đồ Thánh Đại hội lần này, mình lấy bổ thiên cảnh mơ hồ dung chuyển bọn họ, bọn họ trong lòng tất nhiên nổi lên sát tâm. Duy nhất tin tức tốt, Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên chế ước lẫn nhau, lại đều bị thương. Chỉ cần mình không xuất hiện, bọn họ liền sẽ không tiến hơn một bước. Dưới mắt, ở đế thích thiên và huyền cơ nguyệt cũng lấy vì mình rơi xuống tiết điểm ẩn núp mạnh mẽ chính là chỗ mấu chốt phong tinh vẫn hắn thời gian ngắn cũng không cách nào chống lại lại là cầm khâu trở về khối kia luân hồi ma bia ngược lại là có thể đi chỗ đó đạo ngày xưa lăng mộ xem xem diệp thần không nghĩ nhiều nữa cho gọi ra lửa trời thần ưng lửa trời thần ưng hắn còn không có trả cho trong bí cảnh huyền yêu tộc dài huyền khôn lăng mộ khoảng cách nơi đây quá xa vận dụng lửa trời thần ưng không thể nghi ngờ là nhanh nhất con đường giữa lúc diệp thần chuẩn bị cưỡi lửa trời thần ưng lúc đó bỗng nhiên một tiếng ưng lệ bên tai cạnh vang lên bữa trước hỏa thần ưng bỗng nhiên ra tránh thoát diệp thần một đôi kim màu bên trong tràn đầy vẻ lo lắng đây là thế nào lửa trời thần ưng làm sao sẽ kháng cự mình diệp thần nhướng mày một cái chỉ gặp ngày nay hỏa thần ưng lại là một bộ vội vàng muốn bay vút lên lên hình dáng tiểu hồng ngươi muốn phải đi về nhưng mà thánh địa bên trong chuyện gì xảy ra lửa trời thần ưng nghe vậy gật đầu một cái, hiển nhiên là cảm giác được cái gì. Diệp Thần ánh mắt chớp mắt, lấy ra vậy tinh thạch chìa khóa, ngay tức thì xuất hiện ở tiểu hồng trên lưng. Đi. Lửa trời thần ưng ré dài một tiếng, một cái chớp động liền hướng thánh địa phương hướng đi. Không biết qua bao lâu, ánh sáng chớp mắt, một hồi trời đất quay cuồng sau đó, Diệp Thần liền lần nữa trở lại Huyền yêu tộc thánh địa bên trong, tiểu hồng hai cánh lại là rung lên, liền đi tới tròn xóm bên trong. Mới vừa tiến vào trong thôn, Diệp Thần chính là nhướng mày một cái, chỉ gặp trong thôn lại là không hề thiếu huyền yêu tộc người hơi thở uể oải tựa như bị thương vậy thân hình hắn chớp mắt liền đi tới huyền khôn nhà đẩy cửa vào cũng muốn hỏi kết quả có thể bước vào trong môn nháy mắt diệp thần chính là con người co giúp một cái chỉ gặp một tên ông già nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh lại là bị thương không nhẹ hình dáng huyền khôn nhưng mà còn chân cảnh cường giả à lại có người có thể đem hắn bị thương thành như vậy hình dáng một cô thiếu nữ đang lo âu đứng ở mép giường hầm trước một ít thuốc thang cô gái này cũng không phải là huyền khôn cháu gái huyền nhã mà là ban đầu cầm diệp thần sự việc diễu cợt huyền nhã huyền hy giờ phút này huyền hy thấy diệp thần đi tới trong nhà mắt đẹp một đỏ lại là trực tiếp hướng diệp thần nhào tới ôm thật chặt lấy hắn huyền hy mang nước nỡ nói diệp thần tiểu nhã bị bọn họ bắt đi thậm chí còn đả thương khô ra ra hu 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 ngươi nhất định phải cầm tiểu nhã mang về à? Huyền Hy vóc người ở Huyền Yêu nhất tộc cũng coi là thon nhỏ, nhưng so với Diệp Thần, nhưng còn muốn cao hơn một ít, mấu chốt nhất là nàng vóc người vô cùng là hỏa bạo. Đặc biệt là trước ngực đường cong, vô cùng ngạo nhân. Giờ phút này, Diệp Thần bị hắn ôm chặt lấy, cảm thụ vậy mềm nhũn đè ép, tựa như lâm vào hương vị ngọt ngào kẹo đường bên trong vậy. Hắn kiềm chế xuống sao động trong lòng, nhẹ vỗ nhẹ Huyền Hy gánh, an ủi, đừng có gấp, cẩn thận theo ta nói một chút, chuyện gì xảy ra? huyền hy lê hoa đái vũ địa đạo thánh nhật thành thành chủ chi tử huyền cử không biết từ nơi nào lấy được tin tức biết chúng ta thánh địa bên trong ra một tên lưu danh ở yêu thần trụ vị thứ nhất đưa yêu nghiệt cho nên hắn đi tới chúng ta trong thôn vì chính là gặp ngươi có thể làm hắn thấy huyền nhã sau đó lại là vừa thấy đã yêu sẽ đối huyền nhã cầu hôn diệp thần ánh mắt run lên trên mặt hiện lên vẻ giận dữ lại là bởi vì vì mình hắn trầm giọng hỏi nói tiếp huyền hy nói huyền nhã thích người là ngươi tự nhiên không thể nào đáp ứng, có thể cái này huyền cừ lại là muốn trực tiếp cướp người. Thôn chúng ta ở giữa tộc nhân vì bảo vệ huyền nhã ra tay, nhưng căn bản không cách nào ngăn cản huyền cừ các người, thậm chí, khôn ra ra còn bị bọn họ đánh thành trọng thương. Diệp thần trong mày nói, cái này huyền cừ thực lực như vậy được. Liền khôn lão đều không phải là hắn đối thủ. Chẳng lẽ, cái này huyền cừ là một tên áp đảo còn chân cảnh trên cao thủ. Huyền Hy lắc đầu một cái, ánh mắt có chút ảm đạm nói, huyền cừ, là ta Huyền yêu nhất tộc trẻ tuổi đồng lứa bên trong xuất sắc nhất một cái cũng là xếp hạng Thánh Nhật Thành yêu thần trụ thiên tài. Cho dù ta buồn nôn hắn đức hạnh nhưng cũng không khỏi không đồng ý hắn ở huyết mạch võ đạo đều có cực kỳ nghịch thiên thiên phú. Bất quá Huyền Cư thực lực cùng Khôn Gia Gia còn có chênh lệch cực lớn đem Khôn Gia Gia trọng thương không phải Huyền Cư mà là Thánh Nhật Thành phủ thành chủ một tên cung phụ Diệp Thần trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc nói ngươi nói Huyền yêu nhất tộc chẳng lẽ Huyền yêu nhất tộc thánh địa Vượt qua chỗ này còn có những địa phương khác Huyền Hy gật đầu nói Trên thực tế không chỉ vượt ngoại bản đồ bát ngát Ta huyền yêu nhất tộc ở nơi này Vượt ngoại đại lục trên thánh địa cũng không nhỏ Tổng cộng chia 10 chỗ Cái này thập đại thánh địa được gọi là ngày Tháng, bảy sao Cái này thập đại thánh địa lẫn nhau tới giữa đều có lối đi Chúng ta chỗ ở thánh địa Được gọi là xích tinh thánh địa Mà chúng ta cũng bị gọi là xích tinh huyền yêu nhất tộc Nói tới chỗ này Huyền Hy mặt đẹp có chút ửng đỏ, cúi đầu nói, Xích Tinh yêu tộc, hạng 7 sao chót hết, là thập đại thánh địa bên trong, nhỏ yếu nhất tồn tại, mặc dù cùng thành thánh, cùng xếp hạng thứ nhất thánh nhật thành, trên lệch cực lớn, căn bản không cách nào như nhau. Cũng chính là vì vậy, vậy Huyền Cừ mới dám không chút kiên kỵ. Nhật Nguyệt 7 sao, đây không phải là mới chín cái sao. Còn có một nơi thánh địa, tên Thành Thánh Thành Thiên, cái này Thánh Thiên Thành, đặc thù nhất, nghe nói từ Hồng Hoang thời đại thái cổ thì đã tồn tại. Hơn nữa, Thánh Thiên yêu tộc vô cùng là thần bí, rất ít lộ mặt, không có ai biết thực lực như thế nào, nhưng hắn uy nghiêm nhưng cũng không có người dám xúc phạm. Cho nên, Thánh Thiên Thành, không có ở đây thánh địa hạng bên trong, thập đại thánh địa có hạng chỉ có 9 cái, Thánh Nhật Thành là thứ nhất. Hơn nữa, chỉ có hạng trước ba thánh địa, xây có thành trì, theo thứ tự là Thánh Thiên Thành, Thánh Nhật Thành, cùng với Thánh Thắng Thành. Ta Huyền yêu nhất tộc, tổ tiên truyền xuống quy định, chỉ có tộc nhân thực lực đạt tới tầng thứ nhất định mới có thể xây thành, có thể ở thánh địa bên trong xây thành trì, chính là thực biểu tượng lực. Diệp thần gật đầu một cái, coi như là rõ ràng, mặc dù là đồng tộc, nhưng cái này thập đại thánh địa có thể coi là huyền yêu nhất tộc 10 quốc gia lớn, thánh thiên thành thì tương tự với người quản lý. Lạc hậu thì phải bị đánh, ở nơi nào đều là giống nhau đạo lý. Ngay tại lúc này, Diệp thần như là đột nhiên thần sắc động một cái, liếc về phía nơi cửa phòng, lạnh lùng nói, nếu đã tới, cần gì phải lén lén lút lút. Đi ra đi một khắc sau không gian ba động cùng nhau một tên một tóc vàng huyền yêu tộc nam tử xuất hiện ở diệp thần cùng huyền hy trước mặt người trước một kiện hình dáng kỳ dị màu xám cho áo dài mặt lộ vẻ cười lạnh đánh giá diệp thần cùng huyền hy hắn ánh mắt bên trong toát ra không chút nào che giấu châm chọc ngạo mạn khinh miệt cái này thanh niên tóc vàng tuổi tác cũng không lớn 300 tuổi cỡ đó thực lực cũng xem là tốt thủy nguyên 6 tầng thiên huyền bình huyền hy mặt đẹp một trắng kinh hô ngươi ở chỗ này làm gì? Chẳng lẽ, ngươi một mực, mực đều đang trong giám thị chúng ta? Huyền Bình nghe vậy, châm chọc cười một tiếng nói, Huyền Hy, ngươi thật đúng là ngực lớn nhưng không có đầu óc à, công tử đi tới các ngươi cái loại này quê nghèo vùng đất hoang mục đích. Chính là vì xem một chút, cái đó cái gọi là xích tinh yêu thần trụ xếp hạng đệ nhất yêu nghiệt, có thể, tên này cũng không biết là không phải nghe được phong thanh gì, lại trốn đi. Công tử cùng được không nén được tim, hi hi, như vậy, ta tự nhiên muốn tiếp tục chờ tiếp vừa nói hắn quét diệp thần một mắt trong mắt vẻ khinh thường hơn nữa đậm đà tựa như nhìn thấy gì cười nhạo vậy ha ha đại lộ đây chính là các ngươi xích tinh thánh địa yêu thần trụ đệ nhất thiên tài chỉ có bổ thiên chín tầng trời tu vi ha 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 khá tốt công tử không ở nơi này nếu không hắn quá thất vọng có thể sẽ trực tiếp ra tay đem đầu này con kiến hôi miễn cưỡng nghiền chết các ngươi xích tinh yêu tộc lại rác dưới vậy chưa đến nỗi để cho một cái bổ thiên cảnh phế vật xếp hạng yêu thần trụ chứ vẫn là thứ nhất. Loại phế vật này, ở ta Thánh Nhật Thành có thể thông qua hay không thực tập cũng là một cái vấn đề à. Chỉ có thể nói, mặc dù cùng là thực tập, nhưng thực tập cấp bậc cũng là không giống nhau, rác dưới có bọn rác dưới thực tập phương thức. Ở hắn xem ra, Diệp Thần trở thành yêu thần trụ xếp hạng đệ nhất thiên tài, không đại biểu Diệp Thần mạnh bao nhiêu. Chỉ có thể nói, xích tinh thánh địa thực tập, quá rác dưới, sáng tạo ghi chép cũng quá rác dưới. Ngươi, Huyền Hy nghe vậy, mắt đẹp bên trong giấy lên hừng hực lửa giận khí được thân thể mềm mại cũng khẽ run yêu thần trụ lên dũng sĩ đều là xích tinh yêu tộc quang vinh có thể đến huyền bình trong miệng nhưng là không chịu được như vậy còn bị vũ nhục thành rác rưởi. huyền hy không tức giận giận mới là lạ thử nghĩ một tí ngươi anh hùng dân tộc bị người chê bai diễu cợt sẽ sẽ không giận cái này so với trực tiếp làm nhục bản thân nàng còn muốn cho không cách nào tiếp nhận gấp 10.000 lần. Trên thực tế, Huyền Hy tự tin, mình thực lực cần phải không có ở đây huyền bình dưới, nhưng giờ phút này, nàng nhưng chỉ có thể nhịn, không dám động tay. Huyền Bình nhìn Huyền Hy cái này thần sắc, bộc phát đắc ý, hắn đi tới Huyền Hy trước người, ánh mắt nóng như lửa quét qua Huyền Hy thân thể mềm mại, cười lạnh nói, "Huyền Hy, ta khuyên ngươi, không muốn làm tiếp dễ dụ vô nghĩa, ngươi còn muốn dựa vào thực lực này thấp kém nhỏ rác dưới, cầm huyền nhã cứu lại được." Ha ha, đơn giản là nằm mơ, ta có thể nói cho ngươi, chúng ta công tử nhưng mà trong mắt xoa không được các tính cách các ngươi đối với lòng hắn trong lòng bất kính còn muốn hư hắn chuyện tốt mặc dù các ngươi đối với công tử không cách nào tạo thành uy hiếp nhưng nếu như ta đem việc này báo lên công tử huyền hy ngươi và tiểu tử này kết quả sợ rằng khó có thể tưởng tượng à dĩ nhiên ta vậy không phải là không thể vì ngươi lừa gạt tiếp dẫu sao ta vẫn đủ thích ngươi chỉ cần ngươi hi hi hẳn không cần ta nhiều lời chứ giờ phút này huyền hy mắt đẹp đều phải bốc cháy máu đều phải sôi trào huyền yêu nhất tộc dân phong hãn dũng nhất không chịu được chính là bị chắn ghét người như vậy chưa đùa uy hiếp huyền bình để cho nàng muốn ói nàng tình nguyện bị cắt đứt một cái tay cũng không muốn nhịn nữa bị như vậy làm người ta nôn mửa ánh mắt nàng cơ hồ thì phải không nhịn được bộc phát nhưng mà huyền hy nhưng vẫn nhẫn nhịn ngay tại lúc này một đạo thân ảnh như là bỗng nhiên chớp mắt chắn huyền hy trước người huyền hy hơi sững sờ nhìn vậy đạo hình bóng ánh mắt dần dần nhu hòa xuống người này dĩ nhiên chính là diệp thần huyền bình thấy vậy ánh mắt run lên trên mặt thoáng qua một đạo sát ý một cái bổ thiên cảnh rác dưới may mắn leo lên xích tinh thánh địa sơ đẳng yêu thần trụ cũng không biết mình là ai thật lấy là mình có thể còn dám ngăn ở hắn huyền bình trước mặt ha ha phế vật vậy thích chơi anh hùng cứu mỹ nhân diệp thần sắc mặt nhàn nhạt, nhạt đối với huyền bình sát ý không để ý chút nào bình tĩnh mở miệng nói huyền hy người này là thứ gì huyền hy cưỡng ép đè xuống lửa giận nói hắn là huyền cừ nô bộc tên là huyền bình tại sao huyền hy rõ ràng thực lực ở huyền bình bên trên nhưng muốn một mực, mực chịu đựng bởi vì cái này huyền bình là huyền cừ người hà chỉ cần huyền bình ở huyền cừ bên tai thổi hơi toàn bộ huyền yêu nhất tộc sợ rằng cũng phải có đại họa hạ xuống cho nên khuất nhục nữa Huyền Hy vậy chỉ có thể nhịn. À. Diệp Thần chân mày khều một cái, khẽ cười nói, khó trách, mắt chó chính là coi thường người. Lời vừa nói ra, Huyền Hy cùng Huyền Bình đều là mặt lộ vẻ khó tin. Hai người cũng không nghĩ tới, Diệp Thần lại trực tiếp mắng Huyền Bình. Một khắc sau, một đạo vô cùng là mênh mông yêu khí, ngay tức thì ở nơi này trong nhà gỗ bùng nổ, Huyền Bình cặp mắt biến thành đỏ thấm vẻ. Cả người gân xanh nổi lên, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, một cái giống như chó chết vậy bổ thiên phế vật cũng dám làm nhục mình hắn ngưng mắt nhìn diệp thần dẫn giữ ngược lại cười nói thằng nhóc ngươi có biết ta thánh nhật thành phủ thành chủ nuôi một con chó thực lực đều ở đây bổ thiên cảnh bên trên như là xem ngươi cái loại này liền chó cũng không bằng chó vui còn muốn ở trước mặt phụ nữ trang ngươi lấy là xích tinh yêu thần trụ có thể chứng minh cái gì thật lấy vì mình vô địch ha ha ta lại cho ngươi một lần cơ hội ngươi mới vừa nói ta cái gì ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng bởi vì, trả lời sai lầm là phải trả giá thật lớn, sinh mạng giá phải trả. Tiếng nói vừa dứt, thủy nguyên sáu tầng thiên quần cuộn uy áp, liên hướng Diệp Thần nhìn tới, bất quá, để cho Huyền Bình có chút bất ngờ chính là, Diệp Thần, ở uy áp bên trong lại là không có động tĩnh. Diệp Thần liếc Huyền Bình một mắt, mặt không đổi sắc nói, ta nói, ngươi mắt chó coi thường người, thế nào? Có sai sao? Chẳng lẽ, ngươi không phải huyền cừ một con chó? Ừ, hiện tại ta hơn nữa khẳng định mình ý nghĩ, dẫu sao, miệng chó không mọc ra ngả voi. Huyền Bình nghe vậy, trong mắt sát ý, kích động ra, toàn bộ nhà gỗ tựa như cũng ngay tức thì đi tới Bắc Cực vậy, lạnh vô cùng lạnh vô cùng. Hắn chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần, gần từng chữ một, thằng nhóc, ta coi như là huyền cừ công tử chó, cũng không phải ngươi người như vậy có thể nói, hiểu không? Ta coi như là chó, cũng là ngươi không chọc nổi chó, nếu như không muốn chết, hiện tại lập tức quỳ xuống, nói xin lỗi ta có thể diệp thần nhưng vẫn lẳng lặng đứng tại chỗ không có động tĩnh tựa như không có nghe gặp huyền bình nói vậy huyền bình kiên nhẫn rốt cuộc đạt tới cực hạn gào thét nói ngươi không nghe ta nói sao diệp thần nhàn nhạt nói chó sủa ta vậy sẽ không để ý một câu nói này hoàn toàn vỡ vụn huyền bình lý trí hắn trên mặt hiện lên vô cùng là thần sắc dữ tợn trong cơ thể yêu khí cuồng trào cả người liền tựa như hóa thành một cái yêu khí như vòng xoáy vậy phải chiếm đoạt chung quanh hết thảy hắn cả người bắp thịt một hồi co rúc lại một cổ mênh mông cự lực ngay tức thì bộc phát ra hắn thân hình cao lớn giống như một tòa núi sâu vậy mang vô tận gió lớn hướng diệp thần vọt tới tập 2302 huyền binh chỉ bước ra một bước có thể bước này như là làm toàn thôn cũng đang điên cuồng run rẩy không gian bể tan tành bão gào thét trong chốc lát phảng phất có một tôn tóc vàng yêu thần hạ xuống ở diệp thần trước mặt hắn trong mắt tràn đầy rét lạnh quát lên ta đã cho ngươi cơ hội nếu ngươi muốn chết như vậy lão tử thành toàn cho ngươi một khắc sau huyền bình chợt sơ lên bé nhọn dài móng một đạo sấm sét màu vàng lượn lờ ở móng nhọn bên trên sấm sét lóe lên tới giữa lại là tản ra chết diệt hơi thở chỉ là dơ lên một chảo này liền làm chỗ tòa này lấy nhà gỗ mặt tường bên trên xuất hiện tí tí vết rách cái này nhà gỗ cũng không phải là phổ thông nhà gỗ mà là lấy loại nào đó vô cùng là cứng rắn linh mục trúc thành có thể gặp huyền bình một chảo này có kinh khủng dường nào Lôi yêu móng. Cái này lôi yêu móng, không chỉ có hàm chứa kinh khủng lôi đình lực, liền tốc độ cũng là giống như sấm vậy, vô cùng là nhanh chóng, hơn nữa, ở khoảng cách gần như vậy dưới thi triển, cơ hồ không thể tránh né. Đối mặt một chảo này, Diệp Thần liền tựa như không có phản ứng kịp vậy, lặng lặng đứng tại chỗ, không có bất kỳ muốn chống cự dấu hiệu. Huyền Bình trong mắt đã nổi lên vẻ tàn nhẫn, tựa như đã thấy Diệp Thần ở một chảo này dưới, hóa là huyết vụ một màn. Ha ha, đồ phế vật, Liên lão tử một móng cũng không phản ứng kịp, còn dám cuồng. Có thể, ngay tại Huyền Bình một chảo này, sắp chạm được Diệp Thần đầu lâu bên trên, một đạo vô cùng đè nén hơi thở, bỗng nhiên từ Diệp Thần trong cơ thể kích động ra, hắn trong mắt tựa hồ lóe lên một đạo lạnh thấu xương ánh sáng, không khỏi, Huyền Bình tim hung hãn rung rung một tí. Vậy ở nơi này ngay lập tức tới giữa, không có ai thấy rõ ràng Diệp Thần là như thế nào động tác, một khắc sau, Huyền Bình cổ tay cũng đã bị Diệp Thần vững vàng bắt. Huyền Bình thấy vậy, hơi biến sắc mặt, cả người cự lực bùng nổ, nhưng Diệp Thần tay nhưng tựa như bằng sắt vậy, không nhúc nhích tí nào. Huyền Bình thần sắc, bộc phát khó khăn xem, cái này bổ thiên cảnh tiểu tử, lại có kinh khủng như vậy thân sắc lực. Diệp Thần nhàn nhạt nói, muốn cho ta chết. Đáng tiếc, đánh chó, ta có kinh nghiệm, chó là cắn khâu chết ta. Bất quá, Huyền Bình cái này ra tay một cái, hắn cũng có chút biết rõ Thánh Nhật Thành tại sao cường đại như vậy, không chỉ là trong võ đạo trên lệch huyền bình thiên yêu huyết mạch cũng càng thêm tinh thuần một ít. Mặc dù không bằng huyền hy, nhưng huyền bình chỉ là một tên đầy tớ, có thể huyền hy đâu. Ở xích tinh yêu tộc, cho dù kém hơn huyền nhã, vậy coi như thiên tài. Huyền bình nghe vậy, khóe miệng như là đột nhiên dương lên một vẻ giữ tận nụ cười nói, thằng nhóc, là ta xem thử người. Bất quá, có lúc trang là có nguy hiểm, bắt được tay ta, ngược lại đang hợp ý ta, chân chính bị bắt, không phải ta, mà là người À? lão tử cái này lôi yêu móng nhất chỗ đáng sợ không phải móng mà là lôi hắn sắc mặt bỗng nhiên run lên nói kim dương yêu lôi cho ta bùng nổ lượn lờ ở huyền bình móng nhọn lên màu vàng lôi quang chợt một thịnh vô cùng là ánh sáng chói mắt mạc bao phủ toàn bộ nhà gỗ vô tận mất đi hơi thở ở giữa trời đất cuồn cuộn huyền hy không nhịn được kêu lên một tiếng nói diệp thần chỉ gặp vậy sấm xét tựa như hóa thành một vùng đại dương vậy đem diệp thần hoàn toàn chìm ngập chỉ chốc lát sau sấm xét bắt đầu ngưng huyền bình hơi thở hào hển lôi đình này bùng nổ hiển nhiên đối với hắn tiêu hao không hề nhỏ nhưng gò má trên nhưng tràn đầy vui mừng ở hắn trước mắt tràn ngập một hồi khói xanh diệt thần cả người đều bị vậy khói xanh che giấu ha ha thích bắt người khác tay cái này tiểu tử cuồng vọng cứng rắn ăn một chảo này bên trong toàn bộ lôi đình lực hiện tại đã thành than chứ huyền bình tùy ý khoát tay chặn lại thì phải đem diệp thần tay từ trên cổ tay hất ra. Nhưng, ngay tại lúc này, hắn sắc mặt lại là biến đổi. Vung không ra. Đây là vì cái gì? Thằng nhóc này, không phải đã bị nướng khét sao? Lại thế nào là vung không ra hắn tay? Bỗng nhiên, một đạo lãnh đạm thanh âm nam tử, ở trong nhà gỗ vang lên nói, đây chính là toàn lực của ngươi. Nếu quả là như vậy, như vậy, ngươi có thể đi chết. Vậy cuồn cuộn khói xanh, bỗng nhiên tản ra chỉ gặp diệp thần ở huyền bình yêu lôi nhất kích dưới lại là không chút tổn hao nào liền từng tia vết thương cũng không có đừng nói cái này lôi coi như đến từ thái cổ lôi kiếp diệp thần cũng kiến thức qua huyền bình thấy vậy cũng là thừa ra hắn không phải người ngu mặc dù diệp thần chỉ có bổ thiên cảnh tu vi nhưng đến hiện tại cũng có thể đã nhìn ra diệp thần thực lực hơn mình xa bất quá huyền bình nhưng là cười hắn mặt đầy khinh miệt mở miệng nói tiểu phế vật ừ không tệ ngươi là sao ta mạnh như là vậy thì thế nào đâu ừ ngươi là không biết ta đến từ thánh nhật thành phủ thành chủ sau khi giết ta hậu quả kia ngươi gánh vác nổi sao toàn bộ xích tinh yêu tộc cũng không gánh nổi chứ ha ha ta đã nói qua coi như ta là huyền cừ công tử chó cũng là ngươi không chọc nổi chó còn nhớ không có đôi lời kêu đánh chó cũng phải xem chủ nhân chưa từng nghe qua ta có thể cùng ngươi bảo đảm nếu như ta chết không chỉ là ngươi cấp cho ta chôn theo toàn bộ xích tinh yêu tộc đều phải cho ta chôn theo nghe hiểu sao hiện tại còn không vội vàng đem lão tử buông tay ra trang cái gì trang ngươi cái loại này tạp chủng thật dám giết ta trong chốc lát trong nhà gỗ bầu không khí vô cùng ngương trọng huyền hy mặt đẹp bên trên cũng là hiện ra vẻ nóng nảy cùng vẻ lo âu nói diệp thần bình tĩnh một chút không thể đối với hắn động thủ Hắn không phải giống vậy nô bộc. Mặc dù, cái này Huyền Bình không biết xấu hổ tới cực điểm, chó cậy thế người, cáo mượn oai hùng, có thể, hắn nói lại không có sai à. Thánh Nhật thành thiên tài Huyền Cử sự tích, cho dù là thân ở Xích Tinh Thánh địa Huyền yêu tộc người, cũng là có nghe thấy tương truyền, Huyền Cử có một lần, gặp phải bất ngờ, thiếu chút nữa thì phải bỏ mạng, là bên người hắn một tên nô bộc liều chết tương trợ, mới để cho hắn nhặt trở về một cái mạng. Từ nay về sau, tên này nô bộc liền hoàn toàn thưởng vị huynh cư đối đãi hắn, thậm chí so đối với đợi mình huynh đệ còn thân hơn gần. Mà người này chính là Huyền Bình. Nếu như giết Huyền Bình, hậu quả kia thật sự là thiết tưởng không chịu nổi. Ha ha. Huyền Bình nghe vậy, bộc phát đắc ý, một bộ không lo ngại gì dáng vẻ, liếc Huyền Hi nói, "Huyền Hi, các ngươi ngày hôm nay như vậy xúc phạm ta, nếu như bị công tử biết, sẽ như thế nào rất rõ ràng chứ. Chờ lát nữa, ngươi có thể phải thật tốt, hướng ta nói xin lỗi à?" nếu như lão tử hài lòng, nói không chừng, còn có thể thả qua. Có thể, không cùng Huyền Bình nói xong, Diệp Thần chính là mặt đầy uy nghiêm mở miệng nói, chó sủa, ta nghe được có chút ngán, Huyền Cử. Ta muốn nói cho ngươi một chuyện, đó chính là. Ta Diệp Thần đánh chó, cho tới bây giờ không xem chủ nhân, cho ta chết. Chết bóng mờ, ngay tức thì bao phủ lên Huyền Bình trong lòng, hắn vô cùng khiếp sợ nhìn Diệp Thần, óc, một phiến hỗn loạn. Thằng nhóc này là mẹ hắn nghe không hiểu tiếng người. Hắn nhưng mà huyền cư thân tín à, là xích tinh yêu tộc không chọc nổi tồn tại à. Có thể, làm hắn đối với Diệp Thần tầm mắt lúc đó, trong mắt rung động, dần dần, biến thành vô cùng đậm đà sợ hãi. Cho tới giờ khắc này, huyền bình, rốt cuộc đã nhìn ra, Diệp Thần không có ở trang. Hắn cuối cùng, nói mỗi một câu nói, đều là phát ra từ nội tâm à. Giờ phút này, huyền bình, hối hận, nếu như sớm biết Diệp Thần là một cái như vậy không để ý hậu quả người điên nói hắn tuyệt đối sẽ không như thế kích thích Diệp Thần có thể bây giờ hối hận đã đã quá muộn một cổ lực lớn bỗng nhiên từ Diệp Thần nắm Huyền Bình cái tay kia bên trong bộc phát ra tràn vào Huyền Bình trong cơ thể Huyền Bình liền kêu thảm thiết cũng không có phát ra liền bành đích một tiếng thân thể nổ tung hóa thành xương máu thậm chí liền thân hồn đều bị Diệp Thần chiếm đoạt Diệp Thần thần sắc không thay đổi chút nào vân đạm phong khinh giết chết huyền bình đối với hắn mà nói liền từng tia gánh vác cũng không có có thể huyền hy mặt đẹp cũng đã hoàn toàn trắng bệch không máu nàng mắt đẹp trống rỗng cả người đều tựa như hóa đá vậy còn có chút không dám tin tưởng mới vừa rồi phát sinh hết thảy nàng có chút thất thần lẩm bẩm nói diệp diệp thần người diệp thần nhàn nhạt nói đừng lo lắng huyền cử ta sẽ đối phó hắn ngưng mắt nhìn huyền hy nói võ giả không lẽ làm sợ đầu sợ đuôi. Năm đó, còn ở Linh Võ Đại Lục bên trên, liền lãnh ra, Diệp Thần liền cũng dám đối mặt, hiện tại, hắn lại là đắc tội ngoại giới Đế Thích Thiên và Huyền Cơ Nguyệt, đúng rồi, còn có Thiên Nhân vực thế lực. Hắn làm sao có thể còn sẽ sợ một cái Huyền Cử? Mà hắn mặc dù có thể đi tới ngày hôm nay, cũng là bởi vì làm cho này loại tính cách. Nếu không, hắn như thế nào có thể khắc phục muôn vàn khó khăn, một bước một cái dấu chân, từ trái đất từng bước một đi tới vực ngoại? nếu như hắn cái gì đều sợ, cái gì cũng nhẫn mà nói, ngược lại, sớm đã chết. Đây cũng là người tu võ, kiên kỵ nhất. Võ đạo ý tứ chính là chưa từng có từ trước đến nay, không sợ hãi, chính là không động thì thôi, động một cái, chính là vạn quân thế. Huyền Hy Thân là huyền yêu tộc người, trời xanh dũng mãnh, nhưng, ở nơi này xích tinh thánh địa, nàng trải qua vẫn là quá thiếu, không thể làm ra chính xác phán đoán. Cho nên, Diệp Thần chỉ điểm nàng một câu, cái này một câu nói đơn giản, nhưng có thể hoàn toàn thay đổi huyền hy con đường võ đạo. Bất quá, có thể hay không hoàn toàn lĩnh ngộ, liền xem Huyền Hy mình. Quả nhiên, Huyền Hy nghe vậy, mắt đẹp sáng lên, mặt đẹp bên trên hiện ra lau một cái như có vẻ suy nghĩ. Diệp Thần đột nhiên hỏi, "Huyền Hy, hiện tại, Huyền Cừ và Huyền Nhã nhưng mà ở Thánh Nhật Thành bên trong." Huyền Hy mặt hiện sắc mặt vui mừng nói, "Diệp Thần, ngươi nguyện ý cứu Huyền Nhã liền sao?" Diệp Thần rất ưu tú, nhưng lấy bây giờ thực lực vẫn là không cách nào cùng thánh nhật thành phủ thành chủ chống lại bất quá chẳng biết tại sao huyền hy nhưng cảm thấy diệp thần vô cùng là đáng tin diệp thần gật đầu một cái nói ta nói qua huyền cử ta sẽ đối phó diệp thần mặc dù không có và huyền nhã tiếp xúc thời gian quá dài nhưng bất kể là từ nguyên nhân gì hắn đã đã đáp ứng huyền nhã hắn từ trước đến giờ là một cái tập trung trọng cam kết người tự nhiên sẽ không đối với huyền nhã ngồi yên không để ý đến huyền hy sáng rỡ cười một tiếng nói hiện tại Huyền cư hẳn ở Thánh Thiên Thành, hắn mặc dù đến từ Thánh Nhật Thành, nhưng Nhật Nguyệt bảy sao, chín đại thánh bên trong thế lực lớn, chỉ cần thực lực cho phép, cũng sẽ ở Thánh Thiên Thành cư trú, bởi vì Thánh Thiên Thành, tu luyện điều kiện so với chín đại thánh cũng cao hơn ra không thiếu. Chỉ tiếc, ta Xích Tinh nhất tộc còn không có thực lực ở thánh địa bên trong an cư lạc nghiệp. Diệp thần ánh mắt chớp mắt nói, vậy, chúng ta hiện tại liền đi Thánh Thiên Thành. Bất quá trước lúc này, trước chữa trị một tí khôn lão. Sau đó Diệp Thần dùng Bát Quái Thiên Đan thuật là Huyền Khôn trị liệu một phen, cũng này hắn ăn vào một viên đan dược. Còn như Huyền Khôn lúc nào có thể tỉnh lại, còn phải dựa vào chính hắn đem đan dược luyện hóa. Làm xong hết thảy các thứ này, Diệp Thần nói, "Huyền Hy, đi vậy chúng ta có thể phải chuẩn bị." Huyền Hy nghe vậy, lấy ra một tên tinh thạch, vung tay lên, vậy tinh thạch liền đánh ra một đạo ánh sáng, không vào nhà gỗ mặt đất, một khắc sau, nhà gỗ sàn nhà bên trên liền mở ra một cái lối đi, hướng lòng đất duyên thân. Huyền Hy mang Diệp Thần đi vào lòng đất, nơi đó lại là bố trí một tòa thật to truyền tống trận pháp. Bên cạnh còn có một cái bảo dương, Huyền Hy đánh ra mấy đạo pháp quyết, đem bảo dương mở ra, trong dương có để là một quả cái sáng chói tinh thạch, tinh thạch này bên trong bất ngờ tràn đầy thuần túy yêu linh khí. Huyền Hy đối với Diệp Thần giải thích, cái này là yêu linh tinh, so với thông thường linh tinh, tinh thuần rất nhiều, hơn nữa, vô cùng là thích hợp yêu tộc sử dụng, là ở chúng ta Huyền yêu nhất tộc bên trong lưu thông tiền dứt lời nàng mặt đẹp bên trên hiện lên lau một cái đau lòng vẻ từ trong dương lấy ra một phần ba yêu linh tinh tiếp tục nói cái này một dương yêu linh tinh là tộc ta 10 năm tới tích góp chỉ là ta hai người chúng ta vận dụng trận pháp này truyền tống đến thánh thiên thành liền phải hao phí nhiều như vậy diệp thần nghe vậy cũng là không khỏi được mặt lộ cười khổ xem ra xích tinh thánh địa điều kiện chân thực quá kém khó trách huyền khôn thân là tộc trưởng đều không cách nào mang huyền nhã cư ngụ ở thánh thiên thành sợ rằng đến bên kia bọn họ liền trả tiền mướn phòng cũng là một cái vấn đề. Rất nhanh, Huyền Hy liền cầm trong tay yêu linh tinh, dựa theo quy luật, sắp hàng ở truyền tống trận bên trong, đồng thời, đen trong dương còn dư lại yêu linh tinh, toàn bộ thu cất, liên cùng Diệp Thần, cùng bước chân vào trận pháp bên trong. Một hồi sáng chói ánh sáng rực rỡ sáng lên, một khắc sau, hai người bóng người liền ở trận pháp bên trong biến mất. Một cái vô cùng là đường phố phồn hoa bên trên, đi tới một nam một nữ, hai đạo thân ảnh chính là Diệp Thần cùng Huyền Hy hôm nay bọn họ đã tới thánh thiên thành con đường này tên là đông thánh đại lộ diệp thần ánh mắt quét qua trên đường phố này đủ loại kiến trúc mặt hiện vẻ kinh ngạc những kiến trúc này lại là vô cùng tinh mỹ căn bản không giống như là yêu tộc có thể xây dựng cho dù ở nhân tộc bên trong cũng rất khó thấy tinh mỹ đến loại trình độ này kiến trúc vừa đi huyền hy một bên giải thích thánh thiên thành ở nhật nguyệt bảy sao chín lớn thánh địa vườn quanh bên trong chính là chín lớn thánh địa huyền yêu con dân đều có thể đi trước thánh thành thánh thành võ đạo xa so chúng ta nơi này phát đạt có rất nhiều chúng ta chưa từng thấy qua mới lạ đồ chơi bất quá xích tinh thánh địa khoảng cách thánh thiên thành nhất là xa xôi mỗi lần truyền tống trí thánh thành thiên cũng phải hao phí giá cực lớn cho nên vậy dưới tình huống chỉ có khôn gia gia sẽ cách mỗi một đoạn thời gian đi thánh thiên thành huyền hy nhìn phố lớn bên trên đủ loại kỳ dị yêu khí thức ăn ngon trong chốc lát đều có chút không ứng tiếp nổi đây cũng là nàng lần đầu tiên tới thánh thiên thành nếu như không phải là bởi vì huyền nhã sự việc nàng nhất định sẽ tận tình dạo chơi một phen, có thể hiện tại, như là không có cái đó tâm tình. Huyền Hy đối với Diệp Thần hỏi, Diệp Thần, hiện tại, chúng ta phải làm những gì? Diệp Thần trầm ngâm chốc lát nói, trước theo ta nói một chút, Thánh Nhật thành phủ thành chủ thực lực như thế nào? Huyền Hy mặt đẹp bên trên, hiện lên vô cùng là vẻ ngưng trọng nói, cụ thể, ta cũng không rõ ràng, nhưng, cho dù 10 cái xích tinh thánh địa cộng lại, sợ rằng, đều không phải là Thánh Nhật thành phủ thành chủ đối thủ bữa trước huyền cừ mang theo hai người cung phụng tới mà cùng khôn gia gia giao thủ chỉ là một người trong đó một người khác cung phụng thực lực thậm chí còn ở vậy đánh bại khôn gia gia cung phụng bên trên diệp thần ánh mắt chớp mắt cái này thánh nhật thành phủ thành chủ tuyệt đối không phải hắn bây giờ có thể lấy sức một mình chống đỡ được hắn lại hỏi nói nói một chút huyền cừ tập 2303 huyền hy nói huyền cừ ở thánh ngày yêu thần trụ trên xếp hạng thứ bảy thực lực cụ thể Ta cũng không rõ ràng, ngày đó, hắn ẩn nút tu vi, nhưng có thể khẳng định có hai điểm, một, huyền cư thực lực ở nửa bước còn thật tầng thứ, hai, huyền cư tuổi tác, không vượt qua 150 tuổi, thậm chí có thể không vượt qua 100 tuổi. Diệp Thần nghe vậy, cặp mắt híp lại. Hôm nay, Diệp Thần cảnh giới đột phá đến bổ thiên chín tầng trời, hồng mông đại tinh không và rất nhiều hồng mông cổ pháp vậy mạnh mấy phần, hủy diệt đạo ấn đột phá tứ trọng thiên, đốt thiên lực lượng cũng có tăng lên trước đây lại là cắn nuốt đạo cốt lấy được một quả hủy diệt dấu vết gia trì bản thân thực lực đã đạt đến nửa bước thật vẫn tầng thứ huyền hàn ngọc và sóc lão ở trước đây không lâu vậy thức tỉnh nếu như cộng thêm thiên u thiện nữ huyền hàn ngọc và sóc lão lực lượng hắn có tự tin nghiền ép phần lớn còn thật trở xuống tồn tại đối với đánh bại huyền cử hắn vẫn là có nhất định tự tin nhưng mấu chốt không ở chỗ huyền cử mà là ở chỗ huyền cử sau lưng thế lực diệp thần nói thánh nhật thành phủ thành chủ lớn mạnh như vậy như vậy dựa vào xích tinh thánh địa lực lượng chính diện cùng chống lại không thể nghi ngờ là một con đường chết huyền hy thở dài một tiếng nói vậy làm sao bây giờ diệp thần ánh mắt nhỏ tránh hỏi huyền cừ hoặc là nói thánh nhật thành có thể có cái gì đối đầu hắn hiện tại yêu cầu chính là một cửa đột phá huyền hy trầm tư một lát sau đáp khôn ra ra đã từng nói thánh nhật thành cùng thánh thắng thành từ thượng cổ thời điểm Liên một mực có mâu thuẫn kéo dài đến nay thậm chí ở huyền cử cuột khởi sau đó cái này mâu thuẫn hơn nữa kịch liệt a à, diệp thần khóe miệng hiện lên một nụ cười cửa đột phá tìm được tại sao huyền hy nói nguyên bản chúng ta chín đại thánh vạn chúng trúc mục tồn tại không phải huyền cử mà là thánh thắng thành cực kỳ yêu nghiệt, huyền uyên huyền uyên đồng dạng là thánh thắng thành yêu thần trụ lưu danh thiên tài hạng thứ tám thánh thắng thành đám người bản đối với hắn ký thác kỳ vọng rất lớn đều đưa hắn làm là dẫn thánh thắng thành, vượt qua thánh nhật thành hy vọng. Trong chốc lát, Huyền Uyên cũng là náo nhiệt vô hạn, đè được thánh nhật thành một đám thiên tài, không ngóc đầu lên được, cho đến Huyền Cừ thông qua yêu thần thực tập, hết thảy cũng thay đổi. Huyền Cừ, tựa hồ là vì trả thù Huyền Uyên đối với thánh nhật thành yêu nghiệt áp chế, bỗng nhiên nổi tiếng sau đó, lại là tệ hại hơn đả kích thánh thắng thành những thiên tài, vì vậy, hai đại thánh địa tới giữa mâu thuẫn, càng ngày càng hơn. Diệp thân mỉm cười nói, bước kế tiếp hành động, quyết định. Huyền Hy nghe vậy, mặt đẹp bên trên tràn đầy vẻ chờ mong hỏi, là cái gì? Diệp thần đột nhiên dừng bước, chỉ một cái bên cạnh một nhà tử lầu nói, ăn cơm. Ta mới vừa rồi liền ngửi thấy, cái này thánh thiên thành bên trong cơm rau, rất thơm. Huyền Hy nghe vậy, thiếu chút nữa ngã nhào trên đất, đã là lúc nào rồi, Diệp thần lại vẫn suy nghĩ ăn cơm. Nàng không khỏi được, đối với Diệp thần có chút thất vọng, chẳng lẽ Diệp thần biết thánh nhật thành mạnh mẽ sau đó, đánh lui đường cổ. Lúc này, Diệp Thần đã hướng tử lầu đi tới. Nhìn Diệp Thần hình bóng, Huyền Hy rất nhanh lắc đầu một cái, nàng tin tưởng, Diệp Thần không phải người như vậy. Nàng bước chân động một cái, liền đi theo Diệp Thần, tiến vào trong tử lầu. Nghe bồng bềnh ở trong tử lầu từng cơn cơm thơm, Huyền Cư cũng là không nhịn được nuốt ngụm nước miếng. Bất quá, khi nàng nhìn thấy liền trong thực đơn giá cả lúc đó, nhưng là không nhịn được mắt đẹp rung rung một tí. Những rượu này rau vậy quá mắc hai người bước vào tử lầu sau đó liền có không ít người hướng về phía diệp thần cùng huyền hy ném tới ánh mắt tò mò bởi vì diệp thần bên ngoài cùng giống vậy huyền yêu tộc người không quá giống nhau ngược lại nhìn giống như là loài người bất quá ngược lại không có người hoài nghi diệp thần thân phận bởi vì muốn đi vào thánh thiên thành có một cái cơ bản nhất điều kiện đó chính là có thiên yêu huyết mạch huyền hy có chút rè dặt nói diệp thần ta à, chúng ta ít một chút một ít đi mặc dù bọn hắn yêu linh tinh còn có không thiếu nhưng cân nhắc đến tiếp theo ở thánh thiên thành dừng chân tiêu sải vân vân nhất định phải tiết kiệm một ít mới được từ lâu này hiển nhiên ở thánh thiên thành cũng là hạng sang địa phương diệp thần mỉm cười nói ngươi biết huyền uyên hiện tại người ở chỗ nào sao huyền hy sừng sốt một chút lắc đầu nói không biết bất quá hẳn ở nơi này thánh thiên thành bên trong huyền uyên là thánh thắng thành phủ thành chủ thiếu gia nói riêng về bối cảnh cùng huyền cử có thể nói là chênh lịch không bao nhiêu, bất quá, ngươi hỏi cái này muốn làm gì? Diệp thần ánh mắt nhỏ tránh nói, ta muốn gặp Huyền Uyên. Cái gì? Huyền Hy nghe vậy, có chút luống cuống, vội vàng nói, Diệp thần, Huyền Uyên thân phận vô cùng là cao quý, hơn nữa, tánh tình cao ngạo, đừng nói là chúng ta. Liên liên thánh thắng thành bên trong một ít ngày mới, muốn gặp Huyền Uyên một mặt, nghe nói cũng rất khó làm được, huống chi, ngươi gặp được Huyền Uyên thì có thể như thế nào chứ? Diệp thần nói, dựa vào xích tinh thánh địa lực lượng không cách nào chống lại thánh nhật thành như vậy chúng ta không thể làm gì khác hơn là tìm đồng minh huyền uyên thật thích hợp huyền hy nghe vậy có chút ngu lắc đầu liên tục nói chúng ta xích tinh thánh địa căn bản không có cùng huyền uyên liên thủ tư cách à chuyện này muốn thành công quá khó khăn diệp thần cười nói yên tâm có ta ở đây hắn chỉ cần không phải kẻ ngu nhất định sẽ cùng ta liên thủ bất quá ở trước đó trước cho ta điểm yêu linh tinh ừ trước hết cho một nửa đi. Huyền Hy vỉnh quyết cái miệng nhỏ nhắn, bất quá, vẫn là nghe lời lấy ra yêu linh tinh, nếu nàng quyết định tin tưởng Diệp Thần, hết thảy, cũng sẽ lấy Diệp Thần làm chủ. Có thể, rất nhanh, Huyền Hy liền hối hận. Diệp Thần cầm tiền sau đó, lúc này, điểm một bàn phong phú rượu rau, không chỉ có như vậy, thậm chí, còn hướng không ít người mời rượu, mời khách. Trong chốc lát, trong tử lầu, tiếng cười nói, có thể Huyền Hy cho Diệp Thần yêu linh tinh, như là không tới một canh giờ, liền xài hết sạch à. Sau khi cơm nước no nê, Diệp Thần cùng Huyền Hy rời đi nhà này từ lầu, bất quá, bọn họ bên người nhiều hơn một tên thanh niên. Thanh niên này, đầu đầy tóc tím, sắc mặt nói năng tùy tiện, hắn ngậm một cây tăm, hướng về phía Diệp Thần mỉm cười nói, hi hi, Diệp huynh đệ, các ngươi, muốn biết Huyền Uyên người ở chỗ nào, tìm ta có thể coi như là tìm đúng người à, bữa cơm này, các ngươi không có trắng mời, cái này thánh thiên bên trong thành, cũng chưa có ta huyền tước không biết sự việc bất quá rất nhanh huyền hy mặt đẹp bên trên tràn đầy ai oán vẻ diệp thần xài các nàng một nửa tiền vốn vì chính là hỏi thăm huyền uyên tình báo mà đây cái huyền tước một lần ăn uống ca hát sau đó bảo đảm mình có thể tìm được huyền uyên có thể ở thánh thiên thành bên trong cũng đi dạo mau một giờ ba người nhưng vẫn là không thu hoạch được gì liên liên diệp thần đều là không nhịn được khẽ cao mày huyền tước tựa hồ cũng có chút ngại quá hắn gãi đầu một cái nói hi hi hai vị không cần lo lắng nếu huyền uyên không có ở đây những chỗ này như vậy nhất định là đi máu tim chiến trường máu tim chiến trường là cái gì diệp thần có chút hiếu kỳ hỏi huyền tước giải thích huyết tâm chiến trường là thánh thiên thành có thân phận những người trẻ tuổi kia thích nhất đi tràng sở giải trí Hán chủ yếu nhất tác dụng chính là để cho tiến vào huyết tâm chiến trường người ở sinh mạng có chút bảo đảm dưới tình huống thể nghiệm tinh tế không giữ lại chút nào điên cuồng chiến đấu à diệp thần tới một chút hứng thú nói đây là vì sao. Thông thường mà nói, không giữ lại chút nào chiến đấu là rất nguy hiểm, làm không tốt liền sẽ xảy ra án mạng, nhưng loại chiến đấu này phương thức cũng là đối với võ giả tăng lên lớn nhất. Rất nhiều võ giả, vì thực lực tăng lên chính là không ngừng tử đấu. Dĩ nhiên, rất nhiều người ở nơi này loại trong quá trình liền thật đã chết rồi. Một điểm này, Diệp Thần chính là ví dụ tốt nhất, cho dù lấy sinh mệnh lực của hắn đều trải qua vô số lần nguy cơ sinh tử nếu là có một cái có thể an toàn toàn lực chiến đấu chi địa ngược lại là tăng lên thực lực chỗ đi huyền tức nói bởi vì tiến vào huyết tâm chiến trường huyền yêu tộc người cũng sẽ ở trong cơ thể trồng một loại kỳ trùng cái này kỳ trùng tên là máu tim trùng máu tim trùng cơ hồ ở bên ngoài bốn đại vực tuyệt tích thiên nhân vực vậy cực kỳ hiếm thấy chỉ có cái này huyết tâm chiến trường người có có thể bồi dưỡng đi ra bất quá máu này tim trùng hiệu quả cũng là cực kỳ nghịch thiên hắn loại vào bên trong cơ thể bên trong sẽ sống sót ở võ giả máu bên trong như là võ giả bị thương máu này tim trùng có thể lấy tốc độ cực nhanh giúp võ giả khôi phục thương thế thậm chí gần như đến bất tử bất diệt bước diệp thần nghe vậy trong mắt lóe lên cực kỳ thần sắc kinh dị còn có loại chuyện này vậy máu này tim trùng như là chân chính trí chí bảo à tại sao có thể có người cầm tới cho người chơi tự hồ nhìn thấu diệp thần nghi ngờ huyền tước tiếp tục nói bất quá máu tim trùng sinh tồn điều kiện vô cùng là hà khắc vì để cho máu tim trùng sống sót ở huyền yêu tộc nhân trong cơ thể huyết tâm chiến trường chủ nhân hao phí nhiều tiền chế tạo một cái siêu cấp trận pháp ở trận pháp này bên trong máu tim trùng mới có thể sống sót rời đi huyết tâm chiến trường máu tinh trùng rất nhanh sẽ chết mất diệp thần gật đầu một cái như vậy thì hợp lý hắn đối với cái này huyết tâm chiến trường ngược lại cũng là tràn đầy hứng thú hắn ánh mắt nhỏ tránh nhìn huyền tước hỏi đã như vậy tại sao ban đầu không dẫn chúng ta đi huyết tâm chiến trường huyền tước nghe vậy có chút ngượng ngùng cúi đầu nói diệp huynh đệ cái này huyết tâm chiến trường quý khách đều là không dễ chọc tồn tại à nói thật người huynh đệ bề ngoài rất có thể sẽ chọc tới một chút phiền toái hơn nữa đáng sợ nhất là huyết tâm chiến trường chủ nhân người phần vô cùng là thần bí nhưng cho dù là thánh nhật thành hoặc là thánh nguyệt thành bên trong yêu nghiệt đến huyết tâm chiến trường vậy được ngoan ngoãn nếu như xúc phạm cái gì quy củ không có ai gánh vác nổi diệp thần khẽ mỉm cười nói yên tâm ta chỉ là đi gặp gặp Huyền Uyên mà thôi, lại không phải đi phá quán, đi thôi. Hắn biết, Huyền Tước là sợ hắn gây chuyện dính líu đến mình. Huyền Tước than thở một tiếng, ai kêu ăn thịt người mềm miệng đâu. Đành phải mang Diệp Thần hướng huyết tâm chiến trường đi. Rất nhanh, ba người liền đi tới một tòa vô cùng kiến trúc to lớn trước, Diệp Thần nhìn trước mắt vậy tựa như vạn dặm trường thành giống vậy vách tường, đều có chút thừa ra. Phải biết, muốn ở Thánh Thiên Thành mở tiệm, bày sạp vân. Vân, cũng là muốn cho thánh thiên yêu tộc thanh toán tiền thuê à mà thánh thiên thành là thật đang tức đất tức vàng địa phương ở chỗ này lại có thể kinh doanh lớn như vậy một cái nơi cái này huyết tâm chiến trường chủ nhân bối cảnh thực lực có thể gặp một ban liên liên đứng ở ngoài cửa hai người giữ cửa huyền yêu tộc người đều là không giống vật thường thủy nguyên sáu tầng thiên tồn tại cầm đi ra bên ngoài cũng coi là một cường giả nhưng chỉ có thể ở cái này huyết tâm chiến trường trước giữ cửa vậy hai người canh phòng quét ba người một mắt ở diệp thần trên mình dừng lại nhiều liền chốc lát bất quá như là không có ngăn trở rất nhanh ba người liền tiến vào kiến trúc bên trong phương một bước vào trong đó bên tai chính là truyền tới chấn thiên hét hò cùng với kịch liệt nổ đùng tiếng chỉ gặp ở bọn họ xuất hiện trước mắt là một nơi vô cùng là bát ngát mô phỏng làm lại tất cả loại địa hình chiến trường một mắt cũng nhìn không tới cuối giờ phút này đang có mấy chục tên huyền yêu tộc người đang chiến trường bên trong kịch đấu diệp thần hướng những người này nhìn chỉ gặp bọn họ cả người dưới da tựa hồ có cái gì màu đỏ đậm đồ đang ngoạ nguội, di động nhìn như khá là sợ hãi chắc hẳn đó chính là máu tim trùng đột nhiên tới giữa diệp thần con ngươi co giúp một cái chỉ gặp một tên thủy nguyên sáu tầng thiên huyền yêu tộc thanh niên kêu thảm một tiếng bị một thanh trường kiếm chặn ngang chém ngang toàn bộ thân thể đều bị chém thành hai đoạn ruột nội tạng những vật này cũng chảy đầy đất cho dù là huyền yêu nhất tộc sinh mệnh lực hơn người bị như vậy công kích, không chết, vậy tuyệt đối là trọng thương đến không thể lại bị thương nặng. Có thể, ngay tại lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện. Chỉ gặp, hắn rơi ra ngoài nội tạng, thậm chí là máu tươi vân. Vân, đều tựa như cái có sinh mệnh vậy, nhanh chóng ngọa ngoạ, nguội, rất nhanh, ở loại nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt dưới, hắn bể tan tành thân thể, lại là lần nữa dung hợp với nhau, liền vết thương cũng thật nhanh khép lại. Mà tên kia huyền yêu nhất tộc thanh niên, chậm rãi đứng lên, cả người trừ sắc mặt có chút trắng bệch ra, liền sức sống cũng không có bị bao lớn chập chờn. Bất quá, ngay tại lúc này, bầu trời bên trong hạ xuống một đạo linh quang, đem thanh niên kia chuyển đến chiến trường ra. Huyền Tước giải thích, huyết tâm chiến trường quy củ, nếu là ở trong chiến trường, được vô cùng là nghiêm trọng vết thương chí mạng, liền tính ra cục, muốn lần nữa vào sân, phải lần nữa thanh toán chi phí, lần nữa trồng máu tim trùng. Diệp Thần cùng Huyền Hy hai mắt nhìn nhau một cái, đều là thấy được lẫn nhau trong mắt rung động, máu này tim trùng lực lượng quá mạnh mẽ trong chốc lát liên liên diệp thần cũng đã tới một ít hứng thú hắn đối với huyền tước hỏi nếu là muốn trồng máu tim trùng tiến vào chiến trường phải trả nhiều ít chi phí huyền tước nói hai ngàn yêu linh tinh cái gì diệp thần chớp mắt sao lần này diệp thần và huyền hy đi ra tổng cộng vậy chỉ mang theo một ngàn rưỡi yêu linh tinh mà thôi còn sai sắp một nửa cái này huyết tâm chiến trường quả nhiên không phải người bình thường có thể chơi nổi diệp thần lại hỏi nói Huyền Uyên có thể ở chiến trường bên trong. Huyền Thức tìm tòi một hồi sau đó, chính là ánh mắt sáng lên, chỉ hướng người nào đó nói, ngươi xem, người nọ chính là Huyền Uyên. Diệp Thần hướng Huyền Thức phương hướng chỉ nhìn, thân sắc động một cái, chỉ gặp một tên diện mạo tuấn mỹ, thậm chí có thể nói có chút âm nhu tóc bạch kim thanh niên đang trên chiến trường nhanh chóng liều chết xung phong trước. Thà âm nhu mặt mũi ngược lại, hắn chiến đấu lại là cực kỳ được tàn nhẫn. Cho dù gieo máu tim trùng, có thể cái khác chiến trường bên trong huyền yêu tộc người, vừa nhìn thấy cái này tóc bạch kim thanh niên đến gần, chính là mặt lộ vẻ sợ hãi, thật nhanh thoát đi trước. Vậy tóc bạch kim thanh niên, như là lên tiếng cười như điên, không chút lưu tình, điên cuồng truy kích những cái kia huyền yêu tộc thanh niên, ngắn ngủi mấy cái hô hấp thì có hai người nam tử chết ở trong tay. Một người trong đó, bị một quyền đánh bể đầu, một người khác, thảm hại hơn, cả người cũng thiếu chút nữa bị hắn nghiền thành thịt nát. Cũng may, ở máu tim trùng dưới tác dụng cái này hai người cũng bình an vô sự khôi phục. Tập 2304. Diệp thần ánh mắt nhỏ tránh, người này chính là Huyền Uyên. Thực lực, ngược lại không tệ, tuổi tác, không tới 170 tuổi, tu vi bất ngờ đã đạt đến nửa bước còn chân cảnh. Ở nơi này huyết tâm chiến trường bên trong, liền giống như sát thần vậy. Bất quá, cái khác người tham chiến, tựa hồ cũng bị Huyền Uyên khơi dậy huyết tính, trong chốc lát, lại là liên hiệp, vây quét Huyền Uyên. Mấy chục tên người tham chiến liên thủ, mới miễn cưỡng cùng Huyền Uyên chiến cái lực lượng tương đương. Diệp Thần khẽ cau mày, đối với Huyền Tước hỏi, ta phải thế nào mới có thể gặp hắn? Huyền Tước nói, cùng hắn đi ra, chúng ta ở cửa, liền có cơ hội cùng hắn tiếp xúc. Hắn còn muốn đánh bao lâu? Huyền Tước nói, không biết, phỏng đoán, phải đem tất cả người giết sạch, hoặc là bị những cái kia người tham chiến đánh bại mới ra đến. Dựa theo trước mắt tình huống chiến đấu xem ra, ngắn thì mấy giờ, lâu thì mấy ngày cũng có thể cái gì không được quá lâu diệp thần lắc đầu một cái hắn có thể không có ở đây chờ đợi huyền tước gãi gãi đầu nói có thể cũng không có những biện pháp khác à người nào nói diệp thần đột nhiên có chút cân nhắc cười một tiếng thấy cái này lau nụ cười huyền tước trong lòng đột nhiên dâng lên một loại dự cảm xấu hắn có chút khẩn trương hỏi diệp thần ngươi muốn làm gì diệp thần nói nếu hắn không ra gặp ta, vậy ta liền đi vào gặp hắn tốt. À, huyền thức có chút không rõ ràng, có thể một khắc sau, hắn ánh mắt nhưng đều phải chừng ra hốc mắt à. Chỉ gặp, diệp thần lại là phi thân búng một cái, trực tiếp, hướng vậy huyết tâm chiến trường vào xuống. Huyền thức cũng mau muốn khóc lên, hắn nằm mơ vậy không nghĩ tới, diệp thần lại là liều lĩnh làm đến nước này. Trực tiếp nhảy nhập chiến trường bên trong. Cái này không khỏi quấy dày đến một đám người tham chiến chiến đấu, lại là trái với huyết tâm chiến trường quy củ à? Một cái không tốt, nhưng mà sẽ chọc tới phiền toái lớn. Thậm chí, là liền đem Diệp Thần mang tới nơi này mình cũng sẽ không ăn nổi bao đi. Hắn hiện tại, vô cùng được hối hận, mình tại sao sẽ bởi vì một bữa cơm quen người như vậy đâu. Huyền Tước đã bắt đầu cân nhắc, một lát phải thế nào quỳ xuống nói xin lỗi mới có thể sống mạng. Rất nhanh, ầm một tiếng vang thật lớn, Diệp Thần thân thể liền giống như vẫn thạch vậy đập vào huyết tâm chiến trường bên trong mà giờ khắc này huyền uyên đang cùng mấy chục tên người tham chiến rằng co hai phía đang chuẩn bị lẫn nhau liều chết xung phong nhưng đột nhiên một bóng người đập vào bọn họ trước mặt tất cả mọi người là hơi sững sờ nguyên bản kêu giết chấn thiên huyết tâm chiến trường ngay tức thì yên tĩnh lại một tên thần sắc lãnh đạm thanh niên an tĩnh đứng ở bọn họ trước mắt làm những người này kịp phản ứng sau đó lúc này chính là giận dữ bọn họ chiến được đang thống khoái đâu đột nhiên chạy đến một cái bổ thiên cảnh chín tầng trời tiểu phế vật cắt đứt bọn họ chiến đấu. Hơn nữa, tên này còn không phải là người tham chiến lại là trực tiếp từ trên trời nhảy xuống. Trong chốc lát, vậy một đám người tham chiến chính là dối giết dày, nổi giận mắng, đáng chết tiểu tử, cho ta lăn ra ngoài. Tên này, lớn lên như vậy gầy đét, hẳn không phải là thuần huyết tộc nhân chứ. Loại rác dưới này cũng có thể tới thánh thiên thành. Lão tử chiến được đang thoải mái đâu, đột nhiên thấy người như vậy, thật là đồ khẩu vị. Cùng lúc đó, quyết tâm chiến trường phía trên một cái nhà gác lửng bên trong một tên mặc cả người lóe lên tinh thần huy hoàng quần lụa mỏng mặt mũi tinh xảo đến làm người ta nghẹt thở hơn nữa mi mắt bên trong tràn đầy yêu dị hơi thở cô gái xuyên thấu qua một mặt một mặt trong suốt tinh thạch thấy một màn này lúc cũng là khẽ cao mày ở cô gái này bên người hầu hạ trước một tên cả người áo bào đen mang mặt nạ người phụ nữ nữ nhân này trong mắt tia máu trước mắt hướng về phía cô gái hỏi tiểu thư thằng nhóc này hư chiến trường quy củ phải chăng phải đem chu diệt nàng giọng nói vô cùng hắn lạnh như băng tựa như giết người liền cùng hô hấp như nhau ung dung phụ nữ kia bưng lên trên bàn rượu ngon nếm một cái đang chuẩn bị mở miệng nhưng vào lúc này một đạo lãnh đạm thanh âm nam tử như là ở trong sân vang lên chỉ gặp diệp thần ngưng mắt nhìn huyền uyên vô số mọi người dày mở miệng nói huyền uyên ta đến từ xích tinh thánh địa có một số việc muốn muốn cùng ngươi nói một tí có thể hay không cùng uống ly rượu cô gái tuyệt đẹp kia nghe vậy hơi sững sờ ngay sau đó mắt đẹp bên trong lộ ra vẻ hiếu kỳ nhàn nhạt nói trước xem một chút đi cái này bổ thiên cảnh tiểu tử muốn cùng huyền uyên nói những gì mà diệp thần sau lưng người tham chiến nghe vậy ngẩn ngơ sau đó nhưng là lập tức phá lên cười thằng nhóc này phát cái gì điên phải biết huyền uyên nhưng mà ghét nhất chiến đấu bị người quấy dày không hướng huyền uyên nói xin lỗi cũng được đi còn muốn vào huyền uyên uống rượu trong chốc lát châm chọc tiếng ùn ùn kéo đến không phải đâu xích tinh thánh địa đó không phải là chín đại thánh bên trong nhỏ yếu nhất cái đó sao cái loại này thằng nhà quê cũng muốn vào huyền uyên công tử uống rượu thằng nhóc này là muốn ôm bắp đùi muốn điên rồi chứ ha ha loài thiên hạ bất quá vốn có chút không nhịn được huyền uyên nghe vậy sau đó nhưng là có chút hiếu kỳ ngoạn vị hắn cũng có chút muốn biết một cái bổ thiên cảnh tiểu tử muốn cùng mình nói chuyện gì huyền uyên vung tay lên tỏ ý đám người yên lặng, rồi sau đó nhìn về phía Diệp Thần nói, uống rượu cũng không cần. Không phải ai cũng có thể vào bổn công tử uống rượu, ngươi có chuyện gì, ở chỗ này nói liền tốt. Diệp Thần nghe vậy, gật gật đầu nói, có thể, ta tới nơi này, chỉ có một mục đích, nghe nói, ngươi và huyền cử không hợp nhau. Ta, muốn cùng ngươi kết minh, đánh sụp huyền cử, ngươi thấy thế nào? Lời vừa nói ra, toàn bộ huyết tâm chiến trường, ngay tức thì lâm vào tĩnh mịch tất cả mọi người có chút không dám tin tưởng mình nghe được cái gì. Một cái bổ thiên cảnh mưu toan cùng huyền uyên kết minh thì thôi, lại, còn muốn đối với huyền cử cái đó như mặt trời ban chưa thánh nhật thành yêu nghiệt động thủ. Đây là bất kỳ người bình thường cũng không thể lời nói ra tiếng nói chứ. Hơn nữa, bọn họ rất rõ ràng, Diệp Thần không phải làm trò đùa. Bởi vì chỉ là những lời này, nếu để cho huyền cử biết, liền đủ để cho Diệp Thần chết trên nhiều lần à. Khó trách, thằng nhóc này có thể trực tiếp từ lối vào nhảy xuống, Hắn là cái mười phần người điên à. Đây là, vậy gác lửng bên trong cô gái tuyệt đẹp, mặt đẹp bên trên hiện lên một nụ cười nói, Ừ, mặc dù rất nhỏ yếu, nhưng là, nhưng là đủ buồn cười, không để cho ta thất vọng. Nàng thưởng thức rượu ngon, giống như là xem phim hài vậy, đang mong đợi Diệp Thần còn có thể có cái gì biểu hiện. Giờ phút này, huyền uyên, cũng là ha ha phá lên cười. Nói thật, nếu như Diệp Thần bởi vì muốn ôm bắp đùi, hoặc là cái gì nhàn chán chuyện, đến tìm hắn mà nói, lấy hắn tính cách liên trực tiếp sẽ đem diệp thần tiêu diệt bất quá lần này diệp thần trả lời ngược lại là làm hắn hài lòng dẫu sao rất ít có người có thể nói ra tốt như vậy cười cười nhạo không phải sao mấu chốt nhất là diệp thần vẫn là đang dùng mình sinh mạng ở chọc cười hắn cười ừ xem ở về điểm này hắn quyết định tha diệp thần vì vậy huyền uyên nhiều hứng thú đánh giá diệp thần nói ngươi nói muốn cùng ta kết minh ngươi có biết nếu muốn cùng ta kết minh người khắp nơi đều là có thể cũng không phải là ai cũng có cùng ta kết minh tư cách. Bổn công tử thật là tò mò, ngươi có cái gì tự tin nhận vì mình, có tư cách cùng ta huyền uyên trở thành đồng minh. Chớ nói chi là, muốn đánh sụp huyền cử. Ha ha, vậy càng là cần một cái có lực đồng minh, coi như cho ngươi xích tinh thánh địa 10 lần lực lượng, cũng không đủ tư cách, như vậy, ta tại sao phải cùng ngươi kết minh? Hắn có chút hiếu kỳ, cái này người điên có cái gì dựa vào, để cho hắn nguyện ý dùng mình sinh mạng khôi hài. Diệp thần ngương mắt nhìn huyền uyên cặp mắt, mở miệng nói, bởi vì ta so huyền cử mạnh hơn. Lần này, không chỉ là huyền uyên, toàn bộ huyết tâm chiến trường bên trong người tham chiến cũng cười. Cười được nước mắt đều phải đi ra. Đây thật là một kẻ dở hơi à. Bồ thiên cảnh, không tới 30 tuổi, từ lấy là, so huyền Cừ cái này lóng lánh huyền yêu nhất tộc thế hệ trẻ tồn tại, mạnh hơn. Khôi hài chết. Mà Diệp Thần chính là không để ý Huyền Uyên cười như điên, tiếp tục nói, nhưng, ngươi cũng biết, xích tinh thánh địa và thánh nhật thành kém được quá xa cho nên ta muốn mượn dùng ngươi lực lượng sau lưng ta đi đối phó huyền cử mà ngươi giúp ta kiềm chế thánh nhật thành cười tốt một hồi huyền uyên mới ngừng lại nhìn diệp thần nói được như thế nghiêm túc hắn cũng là tạm thời tới hứng thú khá là phối hợp nói ngươi cái kế hoạch này ngược lại không tệ ta thánh nguyệt thành vậy quả thật có năng lực này chỉ là ta muốn biết ngươi liền có tự tin như vậy ta có diệp thần nói như đinh chém sắt đám người nhìn ra được diệp thần bức kia lãnh đạm tự tin kiêu ngạo dáng vẻ là phát ra từ nội tâm mà không phải là giả vờ mà đây cũng là nhất khôi hài điểm à một đám người tham chiến vậy rối rít châm chọc nói thật là khủng khiếp người tuổi trẻ à bổ thiên cảnh liền có so huyền cử công tử càng thực lực kinh khủng ừ đây là càng nhiều ít cấp chiến đấu sắp 20 cái ha ha đây thật là cổ kim thứ nhất yêu nghiệt à đúng vậy xem hắn vậy lãnh ngạo trầm ổn hình dáng không phải tuyệt thế yêu nghiệt mới có thể có cái loại này phong thái. Huyền cư công tử muốn ngược lại xui xẻo à? Ha ha ha, khá tốt, huyền cư công tử không ở nơi này, nếu không, có phải hay không sẽ bị hù được trực tiếp khóc lên đâu? Huyền uyên lại là một trận cười điên cuồng, đột nhiên hắn dương tay một cái, tỏ ý đám người yên lặng, đôi mắt híp lại nói, được, ta liền thưởng thức tự tin người, ngươi tên gọi là gì? Diệp thần, nơi này không phải dương chân vực và nguyệt hồn vực, cùng ngoại giới tương đối ngăn cách, nói ra mình tên chữ cũng không có gì, Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên cũng không thể nào biết. Dù là tự mình nói ra luân hồi chi chủ, sợ rằng cũng sẽ không có quá nhiều người biết. Huyền Uyên cân nhắc nói, Diệp Thần, ngươi biết mạnh cái chữ này, không phải dùng miệng nói ra được, đã như vậy, ngươi có nguyện ý hay không? Trồng lên máu tim trùng, và ta ở nơi này huyết tâm chiến trường bên trong, tới một chàng một đối một chiến đấu. Ừ, đùa dẫn mở đủ rồi, nên kết thúc, hắn nguyện ý tha Diệp Thần một mạng, nhưng mà, diệp thần quấy giày hắn chiến đấu vẫn là phải dạy bảo một phen đánh liền đoạn tứ chi hành hạ đến diệp thần chết mới ngưng chứ đối với hắn mà nói cũng coi là nhân tử hơn nữa trọng yếu nhất chính là hắn vậy thật là tò mò diệp thần bị mình nghiền ép tàn phá thời điểm như vậy không đạo lý chút nào tự tin còn có thể hay không duy trì ở nói không chừng còn sẽ có cái gì biểu hiện xuất sắc đâu huyền uyên đều có chút không thể chờ đợi đám người cũng là dối rít mong đợi chàng hảo hí này muốn nghênh đón cao triều liền à có thể ngay tại lúc này ngoài dự liệu của mọi người phải diệp thần như là lắc đầu hắn cự tuyệt nói không thể ừ trong chốc lát mọi người tại đây đều là khẽ cao mày đối với diệp thần thất vọng chẳng lẽ tên này không phải thật điên mà là chứa hiện tại phải đối mặt huyền uyên liền bắt đầu sợ cái này liền không có sức ở trong mắt bọn họ diệp thần từ diễn viên biến thành một cái tam lưu thằng hề Huyền Uyên ánh mắt cũng là băng lạnh xuống nói, nói cho ta lý do. Chỉ cần Diệp Thần để cho hắn cảm thấy không thú vị, hắn liền sẽ không chút do so dự đưa Diệp Thần đi chết. Đây là, Diệp Thần như là chân thành ngương mắt nhìn Huyền Uyên nói, bởi vì, ta không có tiền, loại máu tim trùng muốn hai ngàn yêu linh tinh, quá đắt. Đám người nghe vậy, lại là sừng sốt một chút, ngay sau đó lần nữa cười thật to. Bọn họ sai rồi, thật sai rồi, tên này không chỉ có không phải cái gì tam lưu thằng hề, mà là đại sư chân tránh à một cái tự xưng so huyền cười còn mạnh hơn yêu nghiệt liền tham gia một chàng máu tim chiến đấu cũng cảm thấy mắc huyền uyên tuyết miệng cười một tiếng đang chuẩn bị giúp diệp thần ra cái này hai ngàn yêu linh tinh có thể diệp thần như là lần nữa mở miệng nói bất quá ta ngược lại là có thể không loại máu tim trùng cùng ngươi đánh một trận trong chốc lát tiếng cười hơi ngừng liên liên huyền uyên đều có chút ngu hắn nháy mắt một cái có chút không dám tin tưởng hỏi ngươi nói gì sao ngươi không loại máu tim trùng đối chiến chồng máu tim trùng ta. Cái ý này. Ừ. Diệp thần gật đầu nói. Diệp thần sở dĩ làm như vậy là vì hướng huyền uyên biểu diễn thực lực. Hắn biết, võ giả thế giới, không có gì do thiệp kỹ xảo so biểu diễn thực lực trọng yếu hơn. Mà đánh bại có máu tim trùng gia chỉ huyền uyên, chính là biểu diễn thực lực phương thức tốt nhất. Hơn nữa, Diệp thần cũng muốn khảo sát một tí hủy diệt đạo ấn đột phá tứ trọng thiên, Đột phá tu vi bổ thiên chín tầng trời sau đó. Mình thực lực kết quả như thế nào? Nếu như huyền uyên không có máu tim trùng bàng thân, hắn sợ liền không cẩn thận trực tiếp cầm huyền uyên đánh chết. Như vậy, kết minh nhất định là bị lỡ. Lời vừa nói ra, liền liền tại chỗ những cái kia người tham chiến cũng kích động. Bỏ mặc diệp thần có phải hay không người điên? Cái loại này ngạo, loại tự tin này, cái loại này khoe khoang, cũng làm những thứ này huyền yêu tộc người nhiệt huyết sôi trào huyền yêu tộc thích nhất chính là xem diệp thần như vậy của ngạo vô biên tính cách à liên liên huyền uyên trong mắt đều là lóe lên lau một cái vẻ tán thưởng lại là hoàn toàn phối hợp diệp thần diễn xuất gật đầu một cái nói được giết làm rất khá tiểu tử chúng ta sẽ nhớ ngươi tên chữ hi hi mới vừa là chúng ta xem thường ngươi ngươi dũng khí đáng giá mời bái phục diệp thần đừng để cho chúng ta thất vọng à những cái kia người tham chiến chủ động lui ra cho Diệp Thần cùng Huyền Uyên nhường ra sân, hơn nữa, đối với Diệp Thần vô cùng là chống đỡ. Mà lối vào huyền tước, chính là thở dài một cái, hắn biết, Diệp Thần chết chắc, hắn lặng lẽ hướng lối ra thối lui, đã làm xong chạy ra dự định. Huyền Uyên ngưng mắt nhìn Diệp Thần, hỏi, chuẩn bị xong chưa? Diệp Thần gật đầu một cái, cổ tay lộn một cái, một chuôi đen nhánh trường kiếm, rơi vào trong lòng bàn tay. Huyền Uyên thấy vậy, khóe miệng dương lên một nụ cười, lạnh như băng, tàn khốc nụ cười, đột nhiên một đạo vô cùng đậm đà cơ hồ làm người không cách nào hô hấp yêu khí ngay tức thì bùng nổ cho dù người ở tại tràng giống vậy thân cái thiên yêu huyết mạch đều là không nhịn được mặt hiện vẻ kinh hãi huyền uyên mặc dù tạm thời bị huyền cừ đè lại đầu ngọn gió nhưng hiển nhiên cũng là một tên vô cùng là yêu nghiệt kinh khủng à lại là vào huyền cừ giống vậy bước vào nửa bước còn thật chỉ bất quá nửa bước còn thật tới giữa trên lịch vô cùng to lớn huyết mạch này độ dày thật là để cho bọn họ đều có một loại muốn thần phục cảm giác liên liên gác lửng bên trong tên kia cô gái tuyệt đẹp cũng là mắt đẹp có chút sáng người địa đạo cái này thánh nguyệt thành người ngược lại là thật tốt huyết mạch lực lại là lại có tinh tiến đứng ở nàng bên cạnh mặt nạ cô gái nhưng là có chút khinh thường địa đạo cái này cũng chỉ là cùng người bình thường so mà thôi nếu như cùng tiểu thư như vậy huyền yêu nhất tộc chân chính yêu nghiệt tương đối thì hoàn toàn là một ngày đầy đất tiểu thư chỉ là thi triển uy áp sợ rằng liền đủ để cho này người quỳ xuống hừ cái gọi là nhật nguyệt bảy sao chín đại thánh cùng ta thánh thiên thành so với hoàn toàn thì không phải là một tầng thứ thánh thiên yêu tộc mới thật sự là thừa kế thiên yêu huyết mạch hậu duệ tập 2305 tên này cô gái tuyệt đẹp bất ngờ xuất thân từ thánh thiên yêu tộc thực lực xa ở huyền uyên huyền cư bên trên nhưng ở huyền yêu nhất tộc bên trong nhưng là phong cách sống kín đáo thậm chí không có mấy người biết nàng tên chữ bởi vì thánh thiên yêu tộc từ không dễ dàng ở trước mặt người xuất hiện phần lớn huyền yêu tộc người liền thấy bọn họ tư cách cũng không có nhưng ngay khi huyền uyên phóng thích uy áp đồng thời diệp thần như là lần nữa mở miệng nói chậm huyền uyên cau mày nói thế nào hắn trong mắt hiện lên lau một cái không nén được vẻ hắn từ trước đến giờ ghét thời điểm chiến đấu bị cắt đứt diệp thần như là mặt đầy nghiêm túc nhìn hắn nói xuất toàn lực huyền uyên nhìn chăm chú diệp thần chốc lát gật đầu nói được ở hắn xem ra bỏ mặc như thế nào diệp thần đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ hắn cũng không khả năng để cho diệp thần sống sót nếu như ở diệp thần không loại máu tim trùng dưới tình huống hắn còn giết không chết diệp thần vậy được là trò cười chính là hắn bất quá nói thật hắn đối với diệp thần tính cách vẫn là có một phần thưởng thức cho nên hắn sẽ thực hiện diệp thần trước khi chết nguyện vọng sau cùng toàn lực ra tay để cho hắn chết được vinh quang một khắc sau một chui chui dài chiến phủ xuất hiện ở huyền uyên trong tay cái này chui dài chiến phủ bên trên lóe lên yêu dị huyết quang yêu khí vô cùng là đậm đà, bất ngờ là một kiện yêu khí. Cái này yêu khí đẳng cấp cực cao, tuyệt không thể so với giống vậy hỗn độ linh khí phải kém. Một khắc sau, một cổ vô cùng là sợ hãi khí vận từ huyền uyên trong cơ thể, kích động ra, tất cả mọi người đều là sắc mặt biến đổi. Ở khí vận bên trong, đám người chỉ cảm thấy, một cổ khai thiên lực từ trên mình lướt qua, thân thể và thần hồn đều phải làm bị rất miễn cưỡng chém rách vậy. Đó là một loại trình độ cao nhất bá đạo, trình độ cao nhất ác liệt lực lượng vậy là một loại khai thiên ích địa đạo vận truyền thuyết thái sơ lúc đó thiên địa một mảnh hỗn độn mà một tên đản xanh vu hỗn độn trí cường thần linh chính là lấy một diều lực khai thiên tích địa mà đây loại lực lượng cũng là trở thành một loại vô cùng là cường đại đạo vận huyền uyên giờ phút này thi triển chính là cái này diều khai thiên ý hắn không còn nói láo thật sự là toàn lực ra tay liền hắn đây chỉ có ở sống chết để gặp mới sẽ vận dụng tuyệt kỹ đều đem ra hết thánh nguyệt thành phủ thành chủ phủ chủ cũng là huyền uyên phụ thân hắn nổi danh nhất chính là một tay diều khai thiên huyền uyên nạt nhỏ khai thiên chém chúng xanh diệt vậy yêu dị chiến phủ bên trên xích mang bạo tránh một đạo vô cùng sợ hãi diều ảnh bỗng nhiên hạ xuống ở nơi này huyết tâm chiến trường bên trên cái này huyết tâm chiến trường bên trên có trận pháp bao phủ trận pháp lực tuyệt mạnh đủ để chịu đựng mấy chục tên trẻ tuổi một đời cường giả kịch chiến tạo thành chiến đấu chập chờn có thể giờ khắc này làm cái này diều ảnh phủ xuống ngay tức thì huyết tâm chiến trường lên trận pháp lại là ánh sáng cuồng tránh hơi lắc lư lại là bị huyền uyên một diều oai nơi dung chuyển à thấy một màn này tất cả mọi người đều là tâm đảm câu hàn đối với bọn họ mà nói huyết tâm chiến trường có thể là một loại thể nghiệm cuộc chiến sinh tử tuyệt cao chỗ nhưng đối với huyền uyên mà nói chẳng qua là một cái đi săn thể nghiệm giết hại nơi thôi hắn lại là cho tới nay cũng không có thi triển toàn lực à cho dù là diệp thần thấy cái này kinh thiên một diều đều là trong mắt thần quang bạo tránh rất tươi đẹp một diều cũng chỉ có như vậy một diều mới có tư cách để cho hắn thi triển toàn lực lần này diệp thần không có mượn huyền hàng ngọc cùng sóc lão lực lượng mà là đơn thuần dựa vào tự thân thực lực huyền uy khơi dậy hắn chiến ý vậy một đám người tham chiến cũng đưa mắt nhìn sang diệp thần tất cả mọi người đều là lần nữa ngẩn ngơ nguyên bản bọn họ lấy là diệp thần như thế nào đi nữa điên cuồng cũng sẽ bị cái này một dìu bên trong lực lượng kinh khủng nơi ép vỡ phỏng đoán đã hù nhanh hơn muốn ngất đi ai ngờ diệp thần không chỉ không có bị ép vỡ ngược lại sắc mặt bình tĩnh thậm chí trong mắt còn có chiến ý cháy lần này bọn họ là thật bị diệp thần nơi thuyết phục à cho dù diệp thần định trước bị cái này một dìu trực tiếp bốc hơi bọn họ cũng sẽ không lại đối với diệp thần có bất kỳ khinh thị bởi vì bọn họ biết diệp thần so mình mạnh đổi lại là bọn họ, chỉ sợ sớm đã buông tha chống cự. Giờ phút này, Diệp Thần ngưng mắt nhìn vậy lấy khai thiên thế hạ xuống đỉnh đầu kinh thiên diều ảnh, một đạo quá gần khí tức hủy diệt, bỗng nhiên từ sát kiếm kiếm phong bên trên, cuốn đi bốn phía. Hắn trong mắt, có vô tận hủy diệt ý vận trật ẩn chật hiện, tựa hồ có trùng trùng sơn hà, xuất hiện ở sát kiếm bên trên. Đồng thời, hồn thể đổi thành thiên yêu thân thể, phần huyết quyết, bách tà thể, long cốt, hồng mông cổ pháp vân. Vân, lên cấp thi triển tinh hồn chảm. Ngay chớp mắt, một đạo như sao sông vậy kiếm quang sáng chói, phóng lên cao, đón vậy cái thế diều ảnh, ngược dòng lên. Một kiếm này, là Diệp Thần đến nay mới ngưng, chém ra trí cường tinh hồn một kiếm. Nháy mắt tức thì, vậy kinh thiên diều ảnh cùng một đạo sáng chói ngân hà, âm ầm, ầm đụng nhau, tất cả mọi người đều là lắc đầu một cái. Tựa như đã thấy tinh hà kia bị diều ảnh nghiền là nghiền, mà Diệp Thần cũng ở đây diều ảnh dưới hóa thành hư vô một màn. Nếu như nói, Huyền Uyên đối mặt Diệp Thần có chút nương tay, không xuất toàn lực mà nói, hắn còn khả năng có một đường sinh cơ. Nhưng, Diệp Thần lại muốn cầu Huyền Uyên toàn lực ra tay. Hơn nữa, Huyền Uyên còn làm theo. Dưới tình huống này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Chỉ gặp, vậy đạo diều ảnh bỗng nhiên phát ra một tiếng rên rỉ, cường đại dư âm hướng bốn phía cuộn sạch đi. Huyết tâm chiến trường trận pháp phòng ngự bên trên, ngay tức thì, trải rộng vô số vết rách. Rồi sau đó, ở đám người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú dưới, vậy Huyền Uyên chém ra chí cường một dìu, lại là ở ánh sao đánh vào dưới, hoàn toàn bể tan tành. Thậm chí, liền một cái hô hấp thời gian, cũng không có ngăn cản, liền biến thành hư không. Huyền Uyên mặt mũi cứng đờ, óc lâm vào hoàn toàn hỗn loạn, căn bản không cách nào suy tư, mà Diệp Thần chém ra vậy đạo ngân hà, vẫn còn tiến về trước. Hắn ngây ngốc nhìn trước mặt cuốn tới ngân hà, sáng chói ánh sao lóng lánh trong mắt hắn huyền uyên dẫu sao là thánh nguyệt thành cao cấp thiên tài rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại hắn ánh mắt lóe lên vô cùng sợ hãi vẻ đem vậy diều lớn đưa ngang trước người định phòng ngự ngay chớp mắt tinh hồn chảm kiếm quang rơi vào vậy diều lớn dưới một cổ khó có thể tưởng tượng cự lực ngay tức thì từ ánh sao bên trên sông ra huyền uyên phát ra một tiếng hét thảm chuôi này diều lớn thoát thân bay ra đồng thời hắn toàn bộ thân thể cũng là đổ bay ra hơn nữa ở bay ngược trong quá trình thân thể bị vậy kiếm quang bé nhọn không ngừng khuấy bề trước. Một màn này, cho dù là Hãn Dũng Huyền Yêu nhất tộc cũng xem được đáy lòng phát rét. Ầm một tiếng vang thật lớn, Huyền Uyên thân thể hung hãn đập vào trên một ngọn núi lớn, đem đỉnh ngọn núi kia đập thành nghiền, giống như là túi vải rách vậy rơi ở trên mặt đất. Đám người hướng Huyền Uyên nhìn, một khắc sau, con ngươi đều là điên cuồng co giúp lại. Giờ phút này, Huyền Uyên trên thân hình, mình đầy thương tích, trải rộng vô số vết thương, mà càng kinh khủng hơn phải từng cái thật nhỏ giống như con run vậy màu đỏ như máu côn trùng đang từ những vết thương kia bên trong bò ra ngoài huyền uyên trên thân thể hạ lại trải rộng vô số ngoạ nguội côn trùng mà đây chút côn trùng vùng vẫy mấy cái sau đó chính là không động đậy nữa chết được không thể chết lại cái này đây là cái gì một tên huyền yêu tộc thanh niên không nhịn được hỏi bị một màn trước mắt sợ choáng váng máu tim trùng hắn bên cạnh một người thanh âm vô cùng run rẩy đáp là máu tim trùng à? Máu tim trùng? Ta cho tới bây giờ không có gặp qua, máu tim trùng cái bộ dáng này à? Máu tim trùng? Tại sao kêu máu tim trùng? Bởi vì, máu này tim trùng là trồng ở hắn trái tim người bên trong, rồi sau đó, thông qua máu ở ký chủ trong cơ thể di động. Lấy đạt tới thay ký chủ khôi phục thương thế công hiệu, làm sao sẽ tự mình từ vết thương bên trong bỏ ra ngoài. Hơn nữa, một bộ chết hình dáng. Lại có một người, Cơ hồ là thét chói tai liền mở miệng nói, "Ta, à, ta biết là chuyện gì xảy ra." Dưới tình huống này, trên lịch sử chỉ xuất hiện qua một lần. Truyền thuyết, làm ký chủ tiếp nhận công kích quá mạnh mẽ lúc đó, máu tim trùng vì khôi phục túc chủ thương thế, liền cần điên cuồng công tác. Những thứ máu này tim trùng hay sống sống mệt chết à? Tất cả người nghe vậy, đều là sắc mặt cuồng biến. Giờ phút này, Huyền Uyên thoi thóp đổ xuống đất, cơ hồ phải bị máu tim trùng cho chìm ngập mà đếm lấy dù sao cũng kế máu tim trùng vì chữa diệp thần một kiếm này đối với huyền uyên thân thể phá hoại lại là toàn bộ đều mệt chết đi được trước kia bất luận là bao nhiêu người vây công một người thi triển ra biết bao nghịch thiên thủ đoạn cũng không có người thật gặp qua máu tim trùng bị mệt chết hình ảnh có thể hiện tại liền xuất hiện ở bọn họ trước mắt hơn nữa mấu chốt nhất là một màn này vẫn là phát sinh ở huyền uyên trên mình à đây cơ hồ có thể gọi là chín đại thánh bên trong hạng thứ hai yêu nghiệt tồn tại toàn lực xuất thủ dưới tình huống như là bị diệp thần một kiếm liền đánh bại hơn nữa vẫn là ở có máu tim trùng gia trì dưới tình huống mới vô cùng là vô cùng là miễn cưỡng giữ được một cái mạng à một màn này thật là muốn cho mọi người óc xôi trào hoàn toàn lật đổ bọn họ võ đạo quan niệm huyền yêu tộc bản thân chính là một cái lấy mạnh mẽ nổi danh chủng tộc tầm mắt coi như là cực kỳ cao có thể diệp thần tồn tại lại để cho bọn họ đối với thực lực nhận biết hoàn toàn lật đổ một cái hơn 20 tuổi bổ thiên cảnh hơn nữa huyết mạch tựa hồ khá là bác tạp tiểu tử lại có nghiền ép nửa bước thật vẫn thực lực bất kỳ hình dung từ đều không cách nào miêu tả bọn họ rung động chỉ có thể dùng điên cuồng hai chữ khái quát giờ phút này gác lửng bên trong nguyên bản vô cùng lười biếng nghiêng ngẫm cô gái xinh đẹp giờ phút này cũng là bỗng nhiên ngồi dậy tới mắt đẹp bên trong tràn đầy vẻ rung động liên liên nàng vậy không nghĩ tới sẽ là như vậy kết quả từ trước đến giờ đối với bất kỳ chuyện cũng không có quá lớn quan tâm nàng lần đầu tiên trong đời đối với một tên xa lạ nam tử sinh ra tò mò nguyên nhân rất đơn giản bởi vì nàng chính là cái đầu tiên sáng lập máu tim trùng mệt chết cái này lịch sử tồn tại hơn nữa vẫn là ở nàng nửa bước còn chân cảnh thời điểm liền làm được nguyên bản cái này cô gái xinh đẹp một mực lấy là trên đời lại không có còn chân cảnh trở xuống người có thể làm được chuyện này có thể hiện tại ra một diệp thần mấu chốt nhất là Diệp thần tu vi so nàng lúc ấy, còn thấp được nhiều, chỉ là một tên bổ thiên chín tầng trời tồn tại. Cái này há chẳng phải là thuyết minh, diệp thần tư chất, thậm chí, còn ở nàng bên trên. Nghĩ tới đây, nàng vậy đôi giống như ngôi sao mắt đẹp bên trong, trừ tò mò còn nhiều hơn lau một cái không phục. Ừ. Huyết tâm chiến trường bên trong diệp thần, đột nhiên thần sắc động một cái, quay đầu hướng trời cao chỗ gác lửng nhìn một cái. Vậy cô gái xinh đẹp thấy vậy, mặt đẹp trên vẻ rung động, hơn nữa được đà nói không chỉ có thực lực hơn người, thần hồn lực vậy lớn mạnh như vậy. Phát hiện ta. Mà vậy vốn là còn muốn ra tay xóa bỏ diệp thần áo bào đen thị nữ, giờ phút này cũng là vô cùng rung động. Nàng đột nhiên phát hiện, mình chưa chắc là diệp thần đối thủ. Áo bào đen cô gái ngưng trọng hỏi, tiểu thư, chuyện này có phải hay không cần muốn bẩm báo lão ra. Vậy cô gái xinh đẹp mặt mỉm cười, lắc đầu nói, ngọc diện, như thế chuyện thú vị, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không, ta không tha cho người. Vậy được gọi là Ngọc Diện áo bảo đen cô gái trong lòng rét một cái nói, ừ. Diệp thần thu hồi ánh mắt, hắn phương mới cảm nhận được liền một tên cường giả chú ý, bất quá, đối phương tự hồ không có quá lớn địch ý. Bất quá, Diệp thần ánh mắt cũng là ngương trọng một phần, cái này thánh thiên thành quả nhiên đầm rồng hang hổ. Đây là, huyền uyên cuối cùng là vô cùng là miễn cưỡng từ trên mặt đất bò dậy, hắn cố hết sức đem trên mình máu tim trùng, toàn bộ kéo xuống, trong mắt là nghĩ mà sợ, là vui mừng, là khó tin. Cùng với, mãnh liệt hương phấn. Hắn biết, vậy chính là huyết mạch của mình cường độ, vượt xa vậy huyền yêu tộc, cho nên sinh mệnh lực của hắn cũng là phổ thông huyền yêu tộc người. Không cách nào so sánh, nếu không, mặc dù có máu này tim trùng trong người, chỉ sợ cũng là khó thoát khỏi cái chết à. Diệp thần thực lực thật sự là nghịch thiên đến vượt quá tưởng tượng. Và hắn so với, cái gì chín đại thánh huyền yêu tộc yêu nghiệt, đều là cướp chó à, cho dù là vậy được gọi là thứ nhất yêu nghiệt huyền cử, cũng là như vậy. Trên đài cao, Huyền Hy cùng Huyền Tước cũng là một bộ đời đẫn vẻ, Huyền Hy còn khá hơn một chút, dẫu sao gặp qua Diệp Thần bộ phận thực lực, mà Huyền Tước, cả người cơ hồ phải đổi thành đá. Trước một giây còn chuẩn bị chạy trốn Huyền Tước, đột nhiên, chợt vỗ đùi nói, Diệp Thần người đại ca này, ta nhận định. Huyền Tước ở Thánh Thiên Thành là cái hỗn tử, thực lực bình thường thôi, thiên phú bình thường thôi, bối cảnh giống vậy bình thường thôi, bất quá, hắn chỉ có một ưu điểm, chính là hiểu phải đem cầm cơ hội hắn biết mình đời này trở mình cơ hội tới mà giờ khắc này diệp thần như là đối huyền uyên mỉm cười nói ta nói qua ta rất mạnh hiện tại ngươi tin sao diệp công tử ta hướng ngươi nói xin lỗi huyền uyên đầu tiên là khó khăn uống một viên thuốc trợ giúp khôi phục thương thế ngay sau đó liền thật sâu đối với diệp thần cúi đầu một cái mặt đầy vẻ kính sợ huyền yêu nhất tộc so với loài người hơn nữa tôn trọng cường giả ở nhân tộc nếu như ngươi bối cảnh nghịch thiên liền có thể coi rẻ hết thầy yêu nghiệt không cần cho cái gì thiếu niên thiên tài chút nào mặt mũi bất quá huyền yêu nhất tộc không giống nhau huyền yêu tộc ngươi mặc dù có vô cùng là kinh khủng bối cảnh nếu như bị bạn cùng lứa tuổi đánh bại liền muốn đối kích bại mình cường giả cho có tôn trọng đây là huyền yêu tộc phong tục cũng là tại sao huyền uyên sẽ như vậy hưng phấn nguyên nhân hắn biết mình báo thủ cơ hội sẽ đến diệp thần nói hiện tại có thể ngồi xuống cùng ta uống ly rượu. Huyền Uyên cười nói, nếu như Diệp công tử không chê, mời theo ta tới. Đây là, Huyền Tước cùng Huyền Hy vậy đi tới Diệp thần bên người, Huyền Tước mặt đầy vẻ lấy lòng địa đối Diệp thần nháy mắt nói, Diệp công tử, mang ta cùng nhau đi, ta nhất định sẽ đối với ngài hữu dụng. Diệp thần trầm ngâm chốc lát sau đó, gật đầu một cái. Huyền Tước tình báo quả thật rất chính xác, có thể gặp, hắn đối với Thánh Thiên Thành biết rõ vẫn phải có, nói không chừng, có thể ở nhằm vào Huyền Cừ trên, Đưa đến một ít trợ giúp, hơn nữa, hắn cũng không sợ huyền tước tiết lộ bí mật Vân. Vân Đầu tiên, hắn hiện ra thực lực sau đó. Huyền tước chỉ cần không phải là kẻ ngu cũng không sẽ làm như vậy. Thứ nhì, hắn cũng có lòng tin ở huyền tước tiết lộ bí mật trước giải quyết hắn. Huyền tước thấy vậy mặt hiện đại hỉ vẻ. Rất nhanh, ba người liền ở huyền uyên dưới sự hướng dẫn, tiến vào huyết tâm chiến trường sau một gian độc lập gác lửng. Tập 2306 Nơi này là huyết tâm chiến trường phòng khách quý mỗi cái khách quý đều có thể có một cái nhà gác lửng bên trong hết thảy phương tiện đều là cao cấp hơn nữa cung cấp rượu ngon món ngon huyền uyên ăn bài một bàn rượu rau mời đám người ngồi xuống vừa ăn một bên vô cùng là tò mò nhìn diệp thần nói diệp công tử ngươi họ diệp chẳng lẽ ngươi không phải trời xanh huyền yêu tộc người diệp thần mặc dù có thiên yêu huyết mạch nhưng họ nhưng cùng huyền yêu tộc không cùng huyền yêu tộc người cũng họ huyền diệp thần gật đầu nói chưa tính là bất quá ta đã gia nhập xích tinh thánh địa Huyền Uyên nghe vậy, đột nhiên thần sắc động một cái, kinh hô, ta nhớ ra rồi. Gần đây Xích Tinh Thánh Địa bên kia truyền ra tin tức, có người phá vỡ Xích Tinh yêu thần trụ ghi chép, chẳng lẽ người đó chính là Diệp công tử? Diệp thần nói, không sai. Huyền Uyên thần sắc bộc phát cung kính, thậm chí là sùng bái, hắn mặt lộ vẻ vẻ cười khổ, nếu như sớm biết tin tức này, hắn cũng không cần trắng bị đánh một trận. Thân là Thánh Nguyệt Thành phủ thành chủ công tử, hắn rất rõ ràng tất cả lớn thánh địa thực tập mặc dù độ khó có một ít chênh lệch, nhưng có thể đổi mới yêu thần trụ ghi chép, đó là tuyệt đối có hàm kim lượng thành tích. Giờ phút này, Huyền Uyên hoàn toàn buông xuống nghi ngờ trong lòng. Hắn là Diệp Thần rót một ly rượu nói, Diệp công tử, ta có thể hỏi một chút, ngươi và Huyền Cử có cái gì va chạm sao? Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh nói, ngươi có biết, Huyền Cử gần đây muốn thành hôn. Huyền Uyên gật gật đầu nói, chuyện này, ở Thánh Thiên Thành cũng coi là khá là oanh động, nghe nói, Huyền Cử thậm chí muốn ở trong thành cử hành tế tổ đại điển tế tổ đại điển huyền uyên nói đây là chúng ta huyền yêu nhất tộc truyền thống ở lớn điển trước trai gái hai bên không được tiếp xúc đại điển sau khi kết thúc mới có thể lập gia đình huyền cư là dùng loại phương thức này tới chứng minh tâm ý của mình diệp thần nghe vậy ánh mắt khẽ hơi trầm xuống một cái mở miệng nói ta chính là vì chuyện này tới huyền uyên trong mắt lóe lên một vẻ bừng tỉnh nói nghe nói cùng huyền cư lập gia đình người phụ nữ kia đến từ xích tinh thánh địa chẳng lẽ Diệp Thần uống vào một ly rượu, ngưng tiếng nói, Huyền Cư cưỡng ép mang đi cô gái, coi như là đã cùng ta quyết định hôn ước. Mặc dù, Diệp Thần cùng Huyền Nhã hôn ước không phải hắn chú ý, nhưng hắn nếu đã quyết định ngăn cản chuyện này, như vậy liên cần một cái lập trường. Mà hai người tới giữa vậy có chút vô hình hôn ước, chính là tốt nhất lập trường. Mối hận đoạt vợ, cái này không bàn về ở bất kỳ chủng tộc, đều là không đội trời chung đại thù. Huyền Uyên nghe vậy, trong mắt lóe lên một đạo vui mừng như vậy cừu hận so với mình cũng do hữu quá chi à diệp thần thật là đối kháng huyền cư thích hợp nhất đồng minh thí sinh à hắn hung hãn nắm chặt quả đấm những năm gần đây huyền cư đối với thánh nguyệt thành muốn bên trong cùng với đối với hắn huyền uyên làm nhục lần này hắn muốn đòi lại gấp bội lần đây là diệp thần lần nữa mở miệng nói uyên huynh ta muốn biết thánh nguyệt thành phủ thành chủ tổng thể thực lực so với thánh nhật thành phủ thành chủ như thế nào huyền uyên trong mắt thần mang một thịnh nói không phân cao thấp thánh nhật thành mặc dù là chín đại thánh bên trong thứ nhất nhưng ở huyền cử không có xuất hiện trước một mực thuộc về suy yếu bên trong mà ta thánh nguyệt thành nhưng là ở mấy ngàn trong năm cường thế quật khởi nếu như không phải là huyền cử hiện tại đè ép ta một đầu ta thánh nguyệt thành thực lực thậm chí có có thể đã áp đảo thánh nhật thành bên trên diệp thần nghe vậy hai lòng gật đầu một cái mỉm cười nói nghe nói những năm gần đây thánh nguyệt thành yêu nghiệt cùng với uyên huynh ở huyền cử trong tay chịu không ít đau khổ ừ nhớ tới huyền cử đủ loại hành vi Huyền Uyên hận được hơi thở đều bắt đầu nóng này. Diệp Thần nói, ta có thể giúp ngươi đối phó Huyền Cử, mà ta cần chính là Thánh Nguyệt Thành phủ thành chủ chống đỡ, chỉ muốn ngươi thế lực sau lưng, có thể kiềm chế Huyền Cử sau lưng thực lực. Ta hướng ngươi bảo đảm, lần này, cái này Huyền yêu nhất tộc đệ nhất thiên tài, nhất định sẽ thể nghiệm đến, cái gì gọi là từ thiên đường hết tới địa ngục. Diệp Thần hiện tại kiên kỵ nhất, không phải Huyền Cử bản thân, mà là Thánh Nhật Thành phủ thành chủ. Chỉ cần có Thánh Nguyệt Thành chống đỡ, huyền cư đối với hắn mà nói cũng bất quá là con kiến hôi thôi. Được. Chuyện này, cứ quyết định như vậy. Huyền Uyên không chút do dự nào, lúc này đồng ý, hắn cùng Diệp Thần ý tưởng không hẹn mà hợp. Nói thật, Thánh Nguyệt Thành cho tới nay đều là đánh được cái chú ý này, có thể, Huyền Uyên nhưng Thủy Trung không cách nào vượt qua huyền cử. Dù là hai người cảnh giới không kém nhiều, nhưng cùng cảnh giới biểu hiện ra thực lực giống như rãnh trời phân chia. Hiện tại có Diệp Thần, tình huống liền hoàn toàn khác nhau bất quá rất nhanh huyền uyên liền nhíu mày lại tới nói nhưng mà cái này huyền cừ gần đây đều đang bế quan cùng với chuẩn bị tế tổ đại điển diệp công tử muốn gặp hắn sợ rằng không dễ dàng phải không diệp thần nghe vậy cũng là khẽ cao mày nhưng rất nhanh hắn chân mày liền giãn ra nói uyên huynh cái này thánh thiên bên trong thành huyền cừ vô cùng là để ý là cái gì huyền uyên nghe vậy trầm ngâm mà ngay lúc này huyền tước chính là đi trước mở miệng nói diệp công tử ta cho rằng là hắc thị nghe được câu này huyền uyên ánh mắt động một cái nhưng nhưng cũng lóe lên vẻ lo âu hắc thị diệp thần chân mày khều một cái nói nói nghe một chút huyền uyên nói diệp công tử là như vậy ở thánh thiên thành mở tiệm cửa tiệm cũng phải trả cao ngạch tiền thuê cho nên lợi nhuận bên trong sẽ có rất lớn một phần chia cống hiến cho thánh thiên yêu tộc bất quá trên thực tế thánh nguyệt thành thánh nhật thành cùng với hạng trước mấy thánh địa chân chính thu vào bên trong đại đầu lại phát ra từ cái này hắc thị bên trên có thể nói hắc thị mới là tất cả đại thánh ở thánh thiên thành sự nghiệp bên trong chân chính mạch máu ví dụ như thánh nguyệt thành một năm thu vào 70% cũng đến từ thánh thiên thành hắc thị mà ta nghe nói huyền cư lần này trông coi thánh nhật thành sản nghiệp bên trong trong đó mấy con phố gian hàng muốn trở thành phủ thành chủ người thừa kế không chỉ có phải có thực lực thiên phú đồng thời đối với kinh doanh phương diện này cũng phải có năng lực nhất định mà đây mấy cái hắc thị đường phố là hắn chứng minh mình tốt nhất thử kim thạch đối với huyền cử trọng yếu bao nhiêu có thể tưởng tượng được diệp thần càng nghe ánh mắt liền càng sáng cười nhạt một cái nói rất tốt uyên huynh thay ta cho huyền cử đưa ra một cái tin để cho hắn nội trong hôm nay đem huyền nhã phóng thích hơn nữa đến xích tinh thánh địa ngay trước mọi người quỳ xuống nói xin lỗi nếu không hắn trong chợ đen làm ăn ta sẽ để cho hắn không được làm huyền khôn cùng với không thiếu xích tinh thánh địa tộc nhân đều ở đây cuộc chiến đấu này bên trong bị thương không nhẹ chỉ là để cho huyền cừ quỳ xuống nói xin lỗi đều là tiện nghi hắn bất quá nhưng vào lúc này huyền uyên như là có chút do dự mở miệng nói nếu quả thật muốn động đến hắc thị như vậy sự việc liền lớn diệp thần có chút cân nhắc nhìn huyền uyên nói làm sao dám không như vậy thánh nhật thành sợ rằng phải cả đời cưỡi ở thánh nguyệt thành trên đầu huyền uyên nghe vậy ánh mắt một hồi lóe lên cuối cùng vẫn là mặt hiện kiên quyết phải nói làm bất quá chuyện này sự quan trọng đại làm không tốt thì sẽ đưa đến hai đại thánh địa chiến tranh cho nên ta trước phải cùng trưởng bối trong nhà thương nghị một phen mời diệp công tử ở chỗ này sau này vừa nói hắn đem một quả đưa tin ngọc phù ném cho diệp thần nói có chuyện có thể liên lạc ta ta rất nhanh sẽ trở lại diệp thần gật đầu nói biết ngươi đi đi huyền uyên thì lễ một cái sau đó chính là thân hình chớp mắt từ trong phòng biến mất nửa giờ sau đó Huyền Uyên liền trở lại gác lửng bên trong, vô cùng kích động địa đạo, Diệp công tử, ta Thánh Nguyệt Thành đã quyết định ủng hộ ngươi kế hoạch. Ngươi muốn phát cho Huyền cử tin tức, cũng đã phát ra. Rất nhanh, Diệp Thần ở huyết tâm chiến trường bên trong, một kiếm đánh bại Huyền Uyên, thậm chí, liền máu tim trùng đều bị mệt chết là một, ở Thánh Thiên bên trong thành, truyền được sôi sùng sục. Giữa lúc đám người bàn luận sôi nổi lúc đó, có một cái tin truyền ra. Đó chính là, Diệp Thần lại là trực tiếp khiêu khích Huyền Cừ. Diệp Thần truyền ra tin tức, ở mọi người nhìn lại, hoàn toàn là khiêu khích à? Cường thế đến trình độ cao nhất, thằng nhóc này kết quả la lịch gì, lại để cho Huyền Cử quỳ xuống nói xin lỗi, chán sống. Ha ha, ta xem, Thánh Thiên Thành bên trong lập tức muốn hơn một người chết, hơn nữa là chết thảm. Cái này Diệp Thần không có các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, ta nhưng mà chính mắt nhìn thấy, hắn một kiếm liền đem Huyền Uyên hoàn toàn đánh bại, thiệt hay giả? không phải là Huyền Uyên nhất thời khinh thường chứ giờ phút này Thánh Thiên trong thành một tòa vô cùng là khí phái phủ đệ bên trong một tên thần sắc vô cùng ngạo mặt mũi tuấn giật thanh niên đang một gian trong mật thất ngồi xếp bằng tựa hồ đang tu luyện trước cái gì bỗng nhiên hắn thần sắc động một cái mở hai mắt ra thân hình chớp mắt liền từ trong mật thất biến mất ngay chớp mắt người thanh niên này liền xuất hiện ở phòng khách bên trong một tên giữ lại dâu cá chê người đàn ông trung niên đang chờ ở nơi đó gặp thanh niên xuất hiện. Thi lễ một cái nói, công tử. Người này, chính là Thánh Nhật Thành yêu nghiệt, huyền cử. Huyền cử cao mày nói, huyền đồ, chuyện gì? Ta không phải đã nói, vậy tình huống không nên quấy giày ta. Huyền đồ sắc mặt ngương trọng địa đạo, công tử, không xong. Cái đó xích tinh Thánh Địa Diệp Thần đi tới Thánh Thiên Thành. Hơn nữa, còn cùng huyền uyên trở thành đồng minh. Đây là bọn họ phát cho công tử tin tức. Vừa nói, hắn cầm ra một cái ngọc giản đưa cho huyền cử huyền cư nhận lấy ngọc giản thần niệm đảo qua một khắc sau trong mắt chính là bốc lên một đạo lửa giận đem ngọc giản trong tay tạo thành nghiền hắn giận dữ ngược lại cười nói ha ha khẩu khí thật là lớn muốn ta quỳ xuống còn muốn ta hắc thị làm ăn không được làm huyền đô có chút lo âu nói công tử nên làm cái gì hắc thị bên kia gần đây có mấy bút lớn giao dịch có phải hay không tạm thời chậm lại chậm lại huyền cư nghe vậy sắc mặt run lên nói có cái gì tốt chậm lại chẳng lẽ ta thật vẫn sợ huyền uyên và một cái bổ thiên cảnh tiểu tử cho ta thả ra tin tức để cho huyền uyên và cái đó gọi diệp thần người không sợ chết nói có thể tới thử một chút bổn công tử ngược lại là muốn xem xem hắn phải thế nào để cho ta làm ăn làm không đi xuống huyền đô câu mày nói cái này bỏ mặc tin đồn bên trong diệp thần một chiêu đánh bại huyền uyên là thiệt hay giả nhưng chỉ là huyền uyên mình cũng là một cổ không nhỏ chiến lược à thật có khả năng phá hư bọn họ làm ăn nếu như lúc bình thường có huyền cử chấn giữ còn không sao cả có thể hết lần này tới lần khác gần đây huyền cừ đang tu luyện một môn công pháp đang thời khắc mấu chốt không cách nào phân tâm chiếu cố làm ăn huyền cừ lạnh giọng nói ta biết ngươi lo lắng chính là cái gì hừ một cái huyền uyên thôi không việc gì đáng lo lắng gần đây có ba khoản làm ăn lớn truyền ta ra lệnh đem huyền trúc huyền minh huyền lô triệu hồi để cho bọn họ phụ trách giao dịch cái này ba người cũng không phải là thánh nhật thành phủ thành chủ người đối mặt huyền uyên huyền cư sẽ không vận dụng thế lực gia tộc bởi vì nói như vậy có thể sẽ đưa tới thánh ngày thánh tháng hai thành đại chiến mà huyền trúc ba người chính là thánh thiên thành địa phương thiên phú cực kỳ xuất chúng huyền yêu tộc người huyền cư xài giá thật lớn cùng ba người kết giao hơn nữa đem ba người bồi dưỡng thành liền mình tâm phúc cái này ba người thực lực đều là cực mạnh huyền đô gật đầu một cái nhưng vẫn là sắc mặt ngương trọng địa đạo có thể huyền trúc ba người tuy mạnh cùng Huyền Uyên so sánh, vẫn là có nho nhỏ trên lệch. Huyền Cư trầm giọng nói, để cho bọn họ ba người đem ta vậy ba cái dương hỏa thiên giao mang theo. Hơn nữa, mỗi cái người lại mang ba tên ám dương vệ. Huyền Đồ nghe vậy, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ. Thánh Nguyệt Thành Thành Chủ lấy diều khai thiên mà nổi tiếng, như vậy Thánh Nhật Thành Thành Chủ chính là lấy ngự thú thuật mà nổi tiếng. Huyền Cư phụ thân vô cùng là sở trường đào tạo, điều khiển yêu thú, thậm chí đạt tới người thú hợp nhất cảnh giới, cùng yêu thú cùng chiến đấu, thực lực tăng gấp đôi. Mà Huyền Cử cũng là từ nhỏ liền bắt đầu bồi dưỡng yêu thú, mà đây ba cái Dương Hỏa Thiên Giao chính là Huyền Cử bồi dưỡng được xuất sắc nhất tồn tại. Lấy Huyền Cử truyền ngự thú thuật điều khiển, cũng có cơ hội tương đương với nửa bước thật vẫn thực lực. Ám Dương Vệ chính là một loại nửa người nửa thi tồn tại, những thứ này Ám Dương Vệ, nguyên bản đều là ngoại tộc võ đạo cường giả, bất ngờ tiến vào Thánh Nhật Thành, bị bắt sau đó, Huyền Cử lấy vô cùng là tàn nhẫn thủ pháp, đem bọn họ luyện chế thành chỉ sẽ nghe lệnh làm việc, thân xác vô cùng là cường đại hoạt tử nhân. Cái này cùng đế thích thiên tâm ma đại pháp tạo thành con rối vô cùng tương tự. Huyền cư tổng cộng có 9 tên ám dương vệ, toàn bộ phái lên. Lần này, vì đánh bại Diệp Thần cùng Huyền Uyên, Huyền cư có thể nói là lá bài tẩy dốc hết, đem kinh doanh nhiều năm thực lực hoàn toàn lộ ra. Huyền cư cười lạnh nói, Huyền Uyên tên ngu xuẩn kia, lấy vì mình và ta chỉ có trong võ đạo tranh lệch. Ha ha, ta sớm liền bắt đầu chuẩn bị mình thế lực, mà hắn thì sao? Bất quá là mỗi ngày ở đó huyết tâm chiến trường bên trong vui đùa thôi. Nói cho bọn họ, đem vậy kêu là Diệp Thần tiểu tử trực tiếp giết, Huyền Uyên, vậy đánh trọng thương, ta muốn cho hắn nhớ, hắn Huyền Uyên chỉ có thể sống ở ta Huyền Cừ dưới chân. Ừ. Huyền Đô rời đi sau đó, Huyền Cừ trong mắt chớp động, tự lẩm bẩm, hôm nay những thứ này lá bài tẩy bại lộ, vậy không có vấn đề. Đối với ta đem công pháp này luyện thành, Liên lại cũng không có người có thể dung chuyển ta huyền yêu tộc thứ nhất yêu nghiệt địa vị huyền cư thả ra tin tức rất nhanh cũng ở đây thánh thiên thành bên trong truyền ra thánh thiên thành đám người đều là vô cùng kích động hai đại yêu nghiệt cộng thêm lai lịch thần bí diệp thần nếu lại lần phát sinh và chạm à lòng đất dưới xây cất một tòa phường thị nơi này chính là thánh thiên thành hắc thị nguyên bản khá là lạnh tanh hắc thị một ngày này như lộ vẻ được dị thường náo nhiệt người đến người đi rất nhiều huyền yêu tộc người dối rít tràn vào hắc thị bên trong. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ không phải tới mua đồ, mà là tôi chứng kiến Diệp Thần, Huyền Uyên hai người là như thế nào để cho Huyền Cừ làm ăn, làm không được. Tất cả mọi người đối với chàng mâu thuẫn này tràn đầy mong đợi. Phương thị bên trong, một cửa hàng bên trong nam nam nữ nữ cũng lộ vẻ được khá là khẩn trương, cửa hàng này chính là Huyền cư quản lý một nhà trong đó, mà ngày hôm nay, bọn họ có một khoản mua bán lớn phải làm một tên trưởng quỹ vậy thanh niên quá to các ngươi như vậy còn thể thống gì tin tưởng huyền cư công tử công tử há là những thứ này thằng hề có thể mạo phạm ngay tại lúc này một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở cửa tiệm ra từ nùng nặc hắc ám bên trong hướng cửa hàng này đi tới tập 2307 trong tiệm đám người đều là trong lòng cả kinh chẳng lẽ là huyền uyên và diệp thần tới bất quá rất nhanh trưởng quỹ kia ăn mặc thanh niên chính là mặt hiện vẻ mừng rỡ như điên tiến lên đó nói huyền trúc công tử người tới người đến là một tên mặc màu đỏ giáp y thanh niên cả người hơi thở vô cùng hơi trầm xuống ngưng giống như đại sơn vậy người này chính là huyền trúc huyền trúc nhàn nhạt, nhạt nói công tử phái ta tới xem cố một tí làm ăn mà ở huyền trúc sau lưng còn theo trước một cái vô cùng là thân ảnh khổng lồ đám người con ngươi co giúp một cái hướng thân ảnh kia nhìn cửa hàng này không khí chung quanh mơ hồ khô nóng lên xuất hiện ở bọn họ trước mắt là một đầu toàn thân xích kim, mười trượng dài ngắn giao long. Dương hỏa thiên giao Lại là dương hỏa thiên giao à? Đám người trợn mắt há mồm nhìn cái này cự thú, không nghĩ tới, huyền cư liền dương hỏa thiên giao cũng vận dụng. Trong chốc lát, mặt của bọn họ trên đều là lộ ra nụ cười an tâm, có dương hỏa thiên giao cùng với huyền trúc chấn giữ, cho dù huyền uyên tới, cũng chỉ có thể bị nghiền ép. Vậy dương hỏa thiên giao, đột nhiên biến thành một đạo hồng quang, thể hình không ngừng co giúp lại, rơi vào huyền trúc đầu vai theo thời gian trôi qua cửa tiệm gia huyền yêu tộc người càng ngày càng nhiều bọn họ tụ tập ở ngoài cửa chính là vì chờ đợi huyền uyên cùng diệp thần đến nhưng mà chờ chờ đám người như là không nhịn được nhíu lại mặt đầu diệp thần hai người đến hiện tại còn chưa có xuất hiện bọn họ không khỏi nghi ngờ nói hư huyền uyên cùng diệp thần thả ra hoen hoang hiện tại không phải là không dám tới chứ ở huyền cư công tử trước mặt cái này hai người không đáng giá đề ra tất cả trở về đi thôi, xem ra, Huyền Uyên cùng Diệp Thần là kinh sợ. Cửa tiệm bên trong đám người nhìn nhau một cái, đều là cười một tiếng, giao dịch thời gian lập tức phải đến, Huyền Uyên hai người không xuất hiện nữa, hẳn liền sẽ không xuất hiện. Liền ở tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Thần bọn họ sẽ không tới thời điểm, đột nhiên, một loạt tiếng bước chân truyền vào mọi người trong tai. Chỉ gặp có một đạo bóng người chậm rãi hướng cửa tiệm đi tới, rất nhanh, một tên thần sắc lãnh đạm thanh niên liền xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt tất cả người thấy thanh niên này ngay tức thì đều là tròng mắt sáng lên. Bộ Thiên Cảnh, hơn 20 tuổi, vóc người so sánh giống vậy huyền yêu tộc người kém hơn mấy phần, cùng truyền thuyết bên trong Diệp Thần hoàn toàn nhất trí. Diệp Thần tới, hơn nữa còn là tới một mình. Vậy một đám người vây xem, đều là hưng phấn lên, có trò hay để nhìn. Mà đám người bên trong, đứng một tên mặc áo bào đen, mang mặt nạ cô gái, tay nàng cầm một quả bảo châu, châu quang mơ hồ bao phủ cái này một phiến khu vực huyết tâm chiến trường trên trong lầu cáp cô gái tuyệt đẹp khóe miệng lộ ra một vẻ nụ cười nhìn trước mặt tinh thạch màn ảnh bên trên xuất hiện hình chiếu hình ảnh mắt đẹp bên trong mang chút mong đợi ở diệp thần khoảng cách cửa tiệm còn có mấy mười mét lúc đó một tên mặc màu đỏ giáp y nam tử như là bỗng nhiên xuất hiện ở cửa ngưng mắt nhìn diệp thần lạnh giọng nói dừng lại giờ phút này huyền trúc khí tức quanh người dung nhập vào ở không khí bên trong canh giữ ở tiệm ngoài cửa tựa như không phải một người mà là một ngọn núi lớn một tòa khí lạnh bốn phía băng sơn vậy một loại người vây xem thấy vậy đều là không nhịn được bước lui ra mấy bước theo bản năng lui về phía sau bọn họ có loại cảm giác không lùi cũng sẽ bị đông thành băng cạn bã mà diệp thần lại là thật theo lời ngừng lại lẳng lặng cùng huyền trúc đối mặt huyền trúc lạnh lùng nói ngươi chính là diệp thần diệp thần nói ta là huyền trúc nghe vậy khí tức trên người bộc phát âm hàn hắn trầm giọng nói ta hiện tại cho một mình ngươi quay đầu cơ hội đi về trước nữa một bước chính là chết tất cả mọi người đều là tâm thần rét một cái bọn họ biết huyền trúc nói không phải uy hiếp giờ phút này cái này trước cửa hàng đã bị đậm đà đến cơ hồ hóa là thực chất sát ý bao phủ diệp thần nghe vậy như là cười không để ý chút nào cười hắn nhàn nhạt, nhạt nói ta nói muốn để cho các ngươi làm ăn làm không đi xuống cho nên ta không thể đi một khắc sau bước chân động một cái liền tiếp tục đi về phía trước hừ không biết sống chết Huyền Trúc hừ lạnh một tiếng nói, ám dương vệ, động thủ. Dứt lời, Huyền Trúc liền vừa quay người, hướng trong tiệm đi tới, ở hắn xem ra, Diệp Thần đã là một người chết. Hắn chân chính kiên kỵ, trên thực tế, không phải Diệp Thần, mà là Huyền Uyên. Hơn nữa, hắn cho rằng, Diệp Thần có thể đánh bại Huyền Uyên, bất quá là hai người diễn một vở tùng thôi. Mà mỗi một cái ám dương vệ cũng có chí ít thủy nguyên đỉnh cấp tu vi, thực lực lại là ở hắn cảnh giới bên trên. Tinh thông thảo luận thuật, sợ rằng giống vậy nửa bước còn thật cường giả, cũng chưa chắc có thể đánh bại. Diệp thần cái loại này bổ thiên phế vật, ở trong tối dương vệ trước mặt, chỉ có một kết quả, đó chính là chết. Giờ phút này, vậy một đám người vây xem như là sắc mặt biến đổi, con người điên cuồng co rút lại, chỉ gặp một đạo u ảnh. Đột nhiên xuất hiện ở diệp thần sau lưng, không có dấu hiệu nào, không có chút nào chập chờn giống như quỷ mị vậy, lặng yên không một tiếng động. Đây chính là ám dương vệ. Vậy u ảnh biến thành thực chất, nhìn lại là một tên vóc người khô đét, gầy đét, toàn thân da thịt có màu tím, phía trên minh y rất nhiều phù văn người đàn ông trung niên. Hắn khoát tay, năm ngón tay khép lại, liền giống như nhanh như chớp vậy, hướng Diệp Thần tim đâm tới. Đám người thấy vậy, rồi rít trong mắt run lên. Cái này ám dương vệ quá quỷ dị. Hắn che giấu thuật, có thể nói đạt tới đỉnh cao, hơn nữa, bởi vì cái này ám dương vệ chính là hoạt tử nhân, hơi thở như có như không, hơn nữa thích hợp ẩn giấu hôm nay đột nhiên bạo khởi thật là làm người ta bất ngờ không kịp đề phòng chẳng lẽ diệp thần cái này nghe nói đánh bại huyền uyên thần bí yêu nghiệt thì phải ở một kích này dưới chết mọi người ở đây như vậy cho rằng lúc đó trước mắt như là đột nhiên một hoa diệp thần lại là lấy tốc độ cực nhanh quay người lại sắc mặt bình tĩnh nhìn vậy đâm tới tay trên thực tế liên liên hắn đối với cái này ám dương vệ che giấu thuật đều là khá là kinh ngạc cái này che giấu phương pháp quả thật mạnh mẽ cho dù là hắn cũng thiếu chút nữa bỏ quên. Bất quá, Diệp Thần thần niệm lực so với cái này che giấu thuật càng nghịch thiên. Vậy ám dương vệ, như cũ chạy không khỏi hắn dò xét, một khắc sau, Diệp Thần tùy ý khoát tay, liền thật chặt bắt được ám dương vệ cổ tay. Ừ. Nguyên Bổn đã hướng trong tiệm đi tới Huyền Trúc, chợt quay đầu, sau khi thấy một màn này, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Diệp Thần lại không có chết. Chẳng những không có chết, ngược lại, vô cùng là dễ dàng bắt được ám dương vệ tay phải biết ám dương vệ thân thể đi qua đặc thù bí thuốc thuốc canh ngâm nói riêng về lực lượng so với vậy nửa bước còn thật tồn tại còn lớn hơn trên không thiếu à có thể ở diệp thần trước mặt cái này ám dương vệ thật là giống như là một đứa bé sơ sinh vậy không có sức diệp thần đang muốn giơ quyền hướng vậy ám dương vệ đầu lâu đánh tới đột nhiên thần sắc động một cái đem cái này ám dương vệ thân thể làm là cây gậy vậy chợt hướng sau lưng vung đi bịch bịch hai tiếng rên chỉ gặp hai đạo thân ảnh màu tím bỗng nhiên xuất hiện ở trong không khí hung hăng đập vào trên mặt đất cả tòa phường thị tựa hồ cũng lắc lư một tí diệp thần trước người nhiều hơn hai đạo hố sâu hai đạo thân ảnh màu tím nằm ở trong hầm hiển nhiên là ngoài ra hai người ám dương vệ mà đây hai người trong tay đều cầm một chuôi phẩm cấp cực cao toàn thân hắc khí lượn lờ hiển nhiên ẩn chứa kịch độc giao găm ba tên ám dương vệ đánh lén ở diệp thần trước mặt không có chút nào tác dụng bị diệp thần bắt ám dương vệ đột nhiên vung tay lên đem bàn tay mình từ chỗ cổ tay tận gốc chém xuống thân hình lần nữa dần dần không nhìn thấy trên đất hai người ám dương vệ giống vậy biến mất không gặp nếu không phải diệp thần trong tay còn đang nắm vậy cái tay gãy hết thảy đều tựa như là ảo giác vậy diệp thần tiện tay đem vậy tay gãy ném xuống liền tiếp tục hướng phía trước đi tới đột nhiên tới giữa ba đạo thân ảnh lần nữa hiện lên lần này cái này ba tên ám dương vệ trong tay nhiều hơn một chuôi ngọc đen trường kiếm Mơ hồ hình thành một loại trận thế, đem Diệp Thần vây ở vị trí trung tâm. Huyền Trúc thấy vậy, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, cái này Tam Dương kiếm trận, uy lực không phải chuyện đùa, cho dù là còn thật nhất tầng thiên võ giả, muốn ở một kích này dưới may mắn tránh khỏi, vậy có độ khó nhất định. Hắn tin tưởng, lần này, Diệp Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một khắc sau, ba chuôi ngọc đen trên trường kiếm, kiếm khí bùng nổ, ba viên màu đen mặt trời, treo lơ lửng ở ba tên ám dương vệ trên đỉnh đầu. Tam Dương lẫn nhau chiếu dọi, kiếm khí bỗng nhiên ác liệt mấy phần. Bọn họ trường kiếm trong tay điệu múa, lôi cuốn cuồn cuộn kiếm khí, đồng thời ra tay, hướng Diệp Thần trên thân hình ba cái chỗ hiểm đồng thời đâm tới. Cho dù cách nhau khá xa, đám người hay là từ vậy Tam Dương kiếm trận bên trong, cảm nhận được liền làm thần hồn cũng phải xuất hiện vết rách khủng bố kiếm ý. Cái này Tam Dương kiếm trận, vô cùng là sợ hãi. Huyền Trúc trên mặt vui mừng bộc phát nồng nặc, cái này Tam Dương kiếm trận, ra tay cực nhanh một khi bị vây khốn liền cơ hồ không có tránh né cơ hội diệp thần đã là một người chết diệp thần ánh mắt nhỏ tránh cái này ba đạo màu đen kiếm quang quả thật cực nhanh cơ hồ là một phần tỷ cái hô hấp thời gian thì phải đem hắn đánh chúng có thể nói tốc độ ánh sáng bất quá tốc độ ánh sáng chính là trên thế giới nhanh nhất tốc độ sao diệp thần khóe miệng dương lên lau một cái nụ cười châm chọc một khắc sau một đạo vô cùng là mênh mông thần hồn chập chờn, từ hắn ấn đường chỗ cuồng trào ra nguyên bản hẳn vô hình vô chất hồn lực giờ phút này lại tựa hồ như hóa thành một đạo màu xám trắng gió bão ngay tức thì đem vậy ba tên ám dương vệ hoàn toàn chìm ngập chỉ có ý niệm mới là cõi đời này nhanh nhất tốc độ mà hồn kỹ chính là ý niệm công kích vì vậy cho dù ba kiếm này thật có thể đạt tới tốc độ ánh sáng vậy như cũ không cách nào vượt qua diệp thần hồn kỹ vậy ba thanh trường kiếm ở màu xám cho gió bão bên trong ngay tức thì như ngừng lại diệp thần trước người một tấc vị trí tất cả người đều là vô cùng rung động nhìn một màn này đột nhiên tới giữa vậy ba tên ám dương vệ thân thể mềm nhũn ngã trên đất nguyên bản hoạt tử nhân vậy như có như không tức giận hoàn toàn biến mất ám dương vệ chết cái này ám dương vệ mặc dù bị luyện chế thành hoạt tử nhân nhưng còn có một món tàn hồn tồn tại thức hải bên trong mà đây tàn hồn bị diệp thần thi triển hồn kỹ nhất kích liền hoàn toàn mất đi cái này nhìn như vô cùng khó dây dưa ám dương vệ liền bị diệp thần như thế hời hợt đánh chết Diệp Thần lần nữa bước, hướng cửa tiệm đi tới, mà Huyền Trúc đã hoàn toàn quay người lại tới, sắc mặt tái nhợt nhìn Diệp Thần. Trong mắt hắn, điên cuồng rung động, hiện tại, hắn đã rõ ràng những cái kia liên quan tới Diệp Thần lời đồn đãi đều là thật. Người trước mắt, quả thật có nhất kích trấn áp huyền uyên thực lực. Trong chốc lát, hắn thân thể cơ hồ đều muốn cứng lên, tựa như hướng mình đi tới không phải một tên bổ thiên cảnh thanh niên, mà là một đầu ngang dọc hồng hoang thái cổ cự thú vậy. Diệp Thần mỗi đi một bước, hắn đều có một loại bị long tượng đạp lên cảm giác. Diệp Thần hương mắt nhìn Huyền Trúc, khóe miệng mang nghìn ngẫm nụ cười nói, làm sao, ngươi không phải muốn giết ta sao? Không tiếp tục. Huyền Trúc cả người toát ra mồ hôi lạnh, cảm nhận được liền chưa từng có áp lực, bất quá, giờ phút này, che giấu ở hắn đầu vai quần áo dưới đầu kia dương hỏa thiên dao Đột nhiên động, ngày nay giao lại là chui vào Huyền Trúc dưới da, một đạo màu đỏ thấm đường vân, ở Huyền Trúc sau lưng, dần dần hiện lên. Huyền Trúc chặt chẽ cắn răng, chống đỡ, khắc chế nội tâm muốn lui về phía sau, chạy trốn xung động. Hắn rất rõ ràng, thông thường ngự thú thuật, mặc dù có dương hỏa thiên giao phối hợp, muốn đánh bại Diệp Thần, vậy là không thể nào. Cho nên, hắn phải dùng một chiêu huyền cừu truyền cho hắn cấm kỵ thủ đoạn. Thi triển loại thủ đoạn này, sẽ cực lớn địa tiêu dây dưa dương hỏa thiên giao máu tươi, thậm chí, tổn thương đạt tới huyết mạch căn nguyên, nhưng uy lực cũng là vô cùng là mạnh mẽ. Dưới mắt, chỉ có chiêu này, có thể đánh bại trước mắt tên này vô cùng quỷ dị thanh niên. Nhìn còn đang từ từ đến gần mình Diệp Thần, Huyền Trúc khóe miệng mơ hồ hiện lên lau một cái cười thầm, xem ra mình vận khí cũng không tệ lắm. Nếu như nói một chiêu này, có sơ hở gì mà nói, chính là thi triển một chiêu này, cần chuẩn bị nói trước. Mà chuẩn bị lúc đó, nếu như kẻ địch có phát giác, đối hắn xuất thủ, như vậy hắn căn bản không cách nào phát huy ra thiên giao bất kỳ lực lượng. Nếu như huyền yêu tộc người, cuộc sống ở thánh thiên thành huyền yêu tộc người đối với một chiêu này nhất định sẽ không xa lạ bởi vì huyền cư đã từng thi triển qua hơn nữa có thể nói là lấy một chiêu này đánh một trận thành danh nhưng vận khí của hắn tốt liền cũng may diệp thần rõ ràng không phải thánh thiên thành huyền yêu tộc thậm chí không phải chân tránh thuần túy huyền yêu tộc người cho nên hắn rất có thể không biết mình còn có như thế một chiêu hậu thủ trong mắt hắn càng ngày càng sáng có thể cảm nhận được một cổ sợ hãi lực lượng ở trong người phun trào lập tức phải thành công, đến lúc đó, Diệp Thần ngày dỗ đã đến. Nhưng vào lúc này, đám người đỉnh đầu chỗ, như là bỗng nhiên vang lên quát to một tiếng nói, "Diệp Thần, lập tức giết hắn, ta nhận được tin tức, lần này Huyền Cừ phái Huyền Trúc các người, chấn thủ mình hắc thị cửa hàng, đồng thời mang tới hắn bồi dưỡng nhiều năm dương hỏa thiên giao." Hiện tại, tên này hơi thở rất kỳ quái, nếu như ta đoán không lầm, hắn hiện tại đang đang thi triển thánh nhật thành phủ thành chủ một môn bí thuật, tên là hóa thú thần thông công pháp này đem yêu thú cường đại dung nhập vào mình trong cơ thể ở cưỡng ép bóc lột yêu thú trong cơ thể tinh hoa lực lượng thi triển công kích uy lực không thấp hơn yêu thú này tự bạo cực kỳ khủng bố không nên để cho hắn sử dụng được hiện tại liền giết hắn xuất hiện ở trên trời bên trong là một tên lạnh lùng thanh niên chính là huyền uyên hắn và diệp thần cùng đi chỉ bất quá dựa theo diệp thần chỉ thị không có xuất hiện mà là quan sát động tĩnh bốn phía phòng chỉ phát sinh ngoài ý muốn cái ý này bên ngoài là chỉ thánh nhật thành phủ thành chủ hiện tại diệp thần lo lắng duy nhất chính là huyền cử không để ý hết thảy phái ra thánh nhật thành phủ thành chủ cường giả đối hắn tiến hành vây giết huyền trúc nghe vậy sắc mặt cùng biến vô cùng oán độc nhìn bầu trời bên trong huyền uyên còn kém một bước còn kém một bước cái này hóa thú thần thông thì phải thi triển thành công à hiện tại bởi vì huyền uyên một câu nói để cho hắn thất bại trong gang tấc tập 2308 ngay sau đó hắn cả người bắt đầu run rẩy trong mắt toát ra vô cùng sợ hãi thần sắc bởi vì hắn biết diệp thần chỉ cần không phải là kẻ ngu liền sẽ lập tức thi triển hồn kỹ đối hắn tiến hành công kích mà vậy mênh mông hồn lực huyền trúc không có chút nào ngăn cản lòng tin à rất lớn có thể sẽ bị diệp thần nhất kích trong nháy mắt giết có thể ra tất cả người dự liệu là giờ phút này diệp thần nhưng tựa như không có nghe được vậy tiếp tục chậm rãi đi tới hoàn toàn không có ý động thủ. Tất cả mọi người đều ngu, Diệp Thần đây là muốn làm gì? Biết rõ người khác muốn thi triển tuyệt chiêu, còn như thế chậm rãi. khinh thường, cũng phải có cái hạn độ chứ. Huyền Uyên lại là con người co giúp một cái, cả người cũng hoảng loạn, vô cùng là lo lắng hết lớn, Diệp Thần. Ngươi đang làm gì? Cái này hóa thú thần thông, tuyệt không thể xem nhẹ à. Mau, hiện tại, thi triển hồn kỹ. Hiện tại, Huyền Uyên muốn thay Diệp Thần ra tay cũng không làm được. Bởi vì không kịp, chỉ có Diệp Thần vậy cơ hồ ra tay ngay tức thì, là có thể trúng mục tiêu địch nhân hồn kỹ, mới có thể ngăn cản Huyền Trúc à. Có thể, Diệp Thần hết lần này tới lần khác còn ở đi dạo sân vắng. Nếu không phải bởi vì Diệp Thần thực lực quá mạnh mẽ, hơn nữa, hàn đối với Diệp Thần vậy vô cùng là kính trọng nói, giờ phút này, đều phải không nhịn được tức miệng mắng to. Cái này làm cho Huyền Uyên làm sao có thể không tức, phổi đều phải nổ à giờ phút này cao hứng nhất chính là huyền trúc hắn trên mặt lộ ra một người vô cùng là cười điên cuồng cho khóe miệng cũng liệt đến bên tai mặt đầy hồng quang trong mắt tràn đầy mừng rỡ cùng với tuyệt sử phùng xanh vẻ hắn nguyên vốn cho là diệp thần khẳng định sẽ công kích có thể không nghĩ tới diệp thần thật sự là một người ngu à mình bị diệp thần ngu cứu hắn trong mắt hiện lên vô cùng là thần sắc hung ác trên người vậy xuất hiện biến hóa rõ ràng chỉ gặp Huyền Trúc đỉnh đầu, sinh ra đối với sừng rồng, cả người trên mình, cũng là hiện lên phiến phiến vảy rồng, hơn nữa, có đạo đạo xích kim hỏa diễm, lượn lờ quanh thân, biến thành nửa người nửa giao hình thái. Giờ phút này, hắn hơi thở điên cuồng bành trướng, trong chốc lát, cho dù là huyền uyên như vậy nửa bước thật vẫn cường giả, đều là cảm thấy một hồi sợ hết hồn hết phía. Hoa thú thần thông, thành công thi triển. Huyền Trúc ngưng mắt nhìn Diệp Thần, cười lạnh một tiếng. Đến bây giờ còn trang vậy liền chứa chết mới ngưng đi một khắc sau hắn bỗng nhiên gào thét nói thằng nhóc ta thừa nhận ngươi quả thật rất mạnh đặc biệt là tư chất nghịch thiên đến trình độ cao nhất là ta xem thường ngươi nhưng là cái thế giới này không phải có thực lực là có thể sống được lâu chết được nhanh nhất ngược lại là những cái kia có thực lực nhưng là không có đầu óc người ngươi chính là một cái trong số đó hiện tại chết đi hóa thú thần thông thiên thú diệt một đạo vô cùng sợ hãi kiềm chế chói mắt màu xích kim ánh sáng rực rỡ bỗng nhiên từ huyền trúc trên thân hình bộc phát ra vậy ánh sáng rực rỡ biến thành một đạo giao long hình thái tản ra vô cùng là uy áp kinh khủng chung quanh người đứng xem đều là sắc mặt tái mét điên cuồng lui về phía sau trước cho dù công kích này còn không có chân chính bùng nổ cũng không phải nhằm vào bọn họ có thể những người này như cũ từ kim quang kia giao long bên trong cảm thấy một cổ thần hồn đều phải làm mất đi khủng bố uy năng cái này hóa thú thần thông thiên thú diệt quả nhiên vô cùng mạnh mẽ à khó trách huyền cư gia tộc có thể trở thành thánh nhật thành thế lực cường đại nhất nội tình sâu không lường được cho dù tùy ý truyền tới một ít bí thuật cũng kinh người tới như vậy bước huyền uyên cũng là điên cuồng lui về phía sau trước hắn tuyệt vọng hoàn toàn tuyệt vọng hắn biết diệp thần chết chắc mình đầu tư thất bại hơn nữa là máu thua thiệt không chỉ có không đối với huyền cử tạo thành cái gì thực chất tính tổn thương còn hoàn toàn kết lương tử đợi chờ mình là huyền cử vô tận trả thù mấu chốt nhất là hắn thất bại không phải bởi vì thực lực không đủ mà là bởi vì diệp thần quá lãng cái loại này bực bội cái loại này nổi nóng không cách nào hình dạng hắn làm sao cũng không nghĩ tới diệp thần lại là loại người này nếu như lại cho hắn một lần cơ hội hắn tuyệt đối sẽ không cùng diệp thần kết minh ngay tại lúc này kim quang kia do long động lấy làm mắt người cũng không phản ứng kịp tốc độ hướng diệp thần hung hăng đánh tới cơ hội chỉ là một ngay lập tức màu vàng kia giao long liền rơi vào diệp thần trên mình một đạo tựa như có thể hòa tan hết thảy nhiệt độ vượt qua suy nghĩ khủng bố kim quang hướng bốn phía đầy mắt trước diệp thần chỗ chỗ hư không không ngừng bể tan tành mất đi thành chân chính hư không mà diệp thần thân thể ở kim quang bên trong cũng là vặn vẹo máu tươi cuồng trào trước hoàn toàn bị vậy không cách nào hình dung năng lượng thật lớn bao phủ huyền trúc giờ phút này thở hồn hển lộ vẻ được khá là yếu ớt cho dù lấy hắn thực lực thi triển một chiêu này vậy cũng không dễ dàng nhưng hết thảy đều đáng giá. Bởi vì, hắn có thể khẳng định, Diệp Thần lần này chết chắc. Tất cả người, thấy một màn này đều là một hồi sợ hết hồn hết vía, ngày nay thú diệt không khỏi mạnh mẽ, hơn nữa, vô cùng là ngưng luyện. Tia sáng kia, tựa như có ý thức vậy, tương uy có thể toàn bộ phong tỏa ở Diệp Thần chỗ ở mảnh khu vực kia, mà không có hướng bốn phía lan truyền. Như cơ hồ nhất kích oai, Diệp Thần vận khí tốt, có thể còn có thể sống sót, có thể mấu chốt là, một chiêu này lại vẫn là kéo dài tổn thương diệp thần hết cứu bất quá mọi người cũng không thể thương hại diệp thần bởi vì đây là hắn tự tìm tìm chỗ chết có thể ngươi có thực lực có chứ vốn nhưng không thể tình huống gì cũng trang chứ hiện tại cầm mình giả chết có thể không có ai biết giờ phút này kim quang bên trong diệp thần lại là đang cười hắn thân thể đang không ngừng bể tan tành không ngừng gây dựng lại trước ngày nay thú diệt quả thật mạnh mẽ Sợ rằng giống vậy còn thật nhất tầng thiên tồn tại, đều phải làm trong nháy mắt giết, nhưng so với Diệp Thần sinh mệnh lực vẫn là kém một nước. Phải biết, Diệp Thần nhưng mà nhận chịu trần tích cái loại này thiên nhân vực cường giả cùng với Đế Thích Thiên và thượng giới nữ hoàng nhất kích à. Mặc dù ban đầu đối mặt trần tích, Diệp Thần là vận dụng luân hồi hơi thở mới còn sống, nhưng đó cũng là ở Diệp Thần không có bị trần tích ngay tức thì mất đi dưới tình huống, mới có thể làm được. Cũng chính là Diệp Thần thân xác cường độ, cho dù ở còn thật cường giả toàn lực ra tay hạ vậy có thể chống đỡ nháy mắt cái này đã vô cùng là vô cùng là kinh khủng mà quỷ dị nhất chính là ở công kích này dưới diệp thần trên gương mặt lại là hiện lên một chút vẻ hưởng thụ hắn mỉm cười nói sắp lão không nghĩ tới còn có cái loại này chuyện tốt nếu là không có người nhắc nhở ta có thể cũng nếu bỏ lỡ lúc đầu diệp thần sở dĩ không trong nháy mắt giết huyền trúc không phải bởi vì muốn trang hắn có thể không có gì bị đánh hứng thú vậy không phải thuần kẻ ngu sao bất chấp nguy hiểm đi khảo sát thân xác cường độ. Diệp Thần không biết làm. Hắn sở dĩ phải chờ tới Huyền Trúc ra tay, là bởi vì là Sóc lão nhắc nhở. Sóc lão nói cho hắn, cái này hóa thú thần thông, thiên thú diệt, chính là hấp thu dương hỏa thiên giao huyết mạch tinh hoa tiến hành công kích, tương tự với tự bạo. Mà giao long là cái gì? Giao long, trên thực tế long tộc và yêu tộc hỗn huyết sinh ra chủng tộc, sở dĩ thường xuyên đem long tộc cùng yêu tộc hợp xưng là nhất tộc, chính là bởi vì xem vực ngoại cái này đẳng cấp vị diện vậy cái gọi là long tộc đều không phải là thuần huyết mà là do lòng thôi trong đó huyết mạch thuần độ cao người gọi là long thấp người gọi là dao rất nhiều người cho rằng dao liền nhất định so long yếu đi trên thực tế cũng không phải như vậy ví dụ như cái này dương hỏa thiên dao là yêu thú cùng long tộc hậu duệ hai bên huyết mạch lực đều là vô cùng là không tầm thường cho nên mới có thể đang thi triển thiên thú diệt lúc đó bộc phát ra này cùng uy lực người bình thường đối mặt một chiêu này có thể chỉ có thể dùng thân xác chống cự nhưng sóc lão lại có thể hấp thu trong đó long tộc huyết mạch bộ phần tinh hoa tinh này hoa đối với hôm nay mất đi thân thể sóc lão không có ích gì nhưng hắn lại có thể phản hồi cho diệp thần à như vậy thứ nhất có thể làm cho diệp thần long tộc huyết mạch càng cường đại hơn một phần cho nên diệp thần mới sẽ cứng rắn ăn huyền trúc một kích này rốt cuộc vậy ánh sáng màu vàng bắt đầu biến mất bất quá diệp thần chỗ ở khu vực nhưng thành một phiến hắc ám mất đi hắc ám vạn vật đều bị biến thành hư không toàn bộ không gian giống như là hắc động vậy liên quang cũng làm chôn vùi đám người thấy vậy đều là tâm đảm run lên ở bọn họ xem ra không có bất kỳ sinh mạng nào có thể ở vậy hắc ám bên trong sống sót huyền trúc cười lạnh một tiếng lấy ra đưa tin ngọc phủ thì phải liên lạc huyền cử ừ tiêu diệt cái này diệp thần vậy coi là công lớn một món chắc hẳn có thể có được công tử trọng thưởng nhưng vào lúc này đột nhiên một giọng nói ở yên tĩnh này hắc thị bên trong vang lên tất cả người đều là con người run lên mặt hiện vẻ khó tin bọn họ chậm rãi chuyển động ánh mắt hướng vậy thanh âm truyền tới vị trí nhìn thanh âm này lại lại là từ vậy hắc ám không gian bên trong vang lên à lách cách lách cách lách cách thanh âm rất nhẹ có thể rơi vào trong tay mọi người nhưng phảng phất là một hơi chuông lớn bên tai cạnh gõ đặc biệt là huyền trúc giờ phút này hắn nụ cười đã hoàn toàn động lại hắn không hiểu tại sao tại sao rõ ràng hẳn không có một vật hắc ám bên trong sẽ có thanh âm vang lên thanh âm kia tựa hồ là tiếng bước chân trận này là tiếng bước chân thật là đều phải đem huyền trúc đầu óc chấn động tồi tệ à ngay tại lúc này một tên thanh niên sắc mặt rừng rưng từ vậy phiến hắc ám bên trong đi ra nhìn như lại là có chút thất vọng lắc đầu nói huyền cử sẽ để cho các ngươi dùng cái này đối phó ta ừ không khỏi cũng quá xem thường diệp mỗ liền chứ tất cả người đều là giống như tượng đá vậy nhìn một màn này mới vừa còn một bộ vẻ tuyệt vọng huyền uyên giờ phút này nhưng giống như là lại lấy được cuộc đời mới vậy ánh mắt sáng choang diệp thần lại không có chết không chỉ có không có chết hơn nữa tựa hồ liên bị thương cũng không có bị thương. Ngược lại, nhận chịu Huyền Trúc sau một kích này, tinh khí thần còn tốt hơn mấy phần. Trên thực tế, chính là như vậy, Diệt Thần từ Thiên Thú Diệt bên trong hấp thu bộ phận Long tộc huyết mạch tinh hoa, thể chất, sinh mệnh lực các phương diện cũng tăng lên từng tia. Không thể nào. Huyền Trúc thấy vậy, điên cuồng, gầm thét, hù được hồn vía bay mất. Thiên Thú Diệt dưới, Diệt Thần lại vẫn còn sống. Cái này. Kết quả này là người vẫn là quỷ ha. Hắn thật không cách nào hiểu. Như đột nhiên tới giữa, Huyền Trúc trên mặt chợt hiện lên một đạo ngoan ý, nhìn chăm chằm Diệp Thần, hai tròng mắt một phiến đỏ tươi, sát ý cùng bạo. Diệp Thần thấy vậy, ánh mắt sáng lên, cân nhắc nói, xem ra ngươi còn có hậu thủ. Không tệ, ta lại cho ngươi một lần cơ hội. Lần này, hy vọng ngươi không nên để cho ta thất vọng. Cái gì? Mọi người cầm đều phải rớt xuống đất. Diệp Thần ăn một chiêu thiên thú diệt, còn chưa đủ. Còn không học được dạy bảo. Còn phải tiếp tục sống. Sống chết giao phong trước mặt, lại cho đối phương một lần xuất thủ cơ hội. Cái này, đơn giản là tìm chỗ chết đại sư à. Cho dù hãn dũng, lưu lĩnh huyền yêu nhất tộc, cũng không có gặp qua như thế có thể tìm chỗ chết người. Bất quá, lần này, tâm tình của mọi người nhưng hoàn toàn khác nhau. Bọn họ bắt đầu mong đợi bọn họ muốn biết ở trên trời thú diệt dưới cũng có thể không chút tổn hao nào diệp thần có thể nghịch thiên đến hạng bước huyền trúc mặt đầy gân xanh lộ ra vô cùng hung tàn địa đạo diệp thần ta nhất định sẽ làm cho người hối hận một khắc sau hắn cặp mắt đột nhiên nổi lên cả người bắp thịt đều ở đây vặn vẹo run rẩy hắn hơi thở lại là lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ tăng vọt a a a a a a huyền trúc phát ra một hồi điên cuồng hét lên nguyên bản nửa người nửa giao thân thể tiếp tục biến hóa, bộc phát hướng giao long tư thái thay đổi. Rất nhanh, Huyền Trúc hơi thở cũng đã đến gần còn thật. Không tốt. Huyền Uyên sắc mặt biến đổi, quá to, Diệp Thần, ra tay à. Không thể khinh thường. May mắn có thể có một lần, chưa chắc mới có thể có lần thứ hai à. Hắn có một loại dự cảm, Huyền Trúc một kích này, so thiên thú diệt còn muốn nghịch thiên được hơn. Liên liên Diệp Thần cũng là híp đôi mắt một cái, trong mắt, hiện lên vẻ ngương trọng, nhưng vẫn không có ra tay. Hắn biết huyền trúc lớn nhất lá bài tẩy chính là cái này hóa thú thần thông, hiện tại, đồng dạng là thi triển hóa thú thần thông bên trong loại nào đó tuyệt kỹ. Nói cách khác, Sóc lão cũng là có thể từ một chiêu này bên trong hấp thu số lớn máu rồng tinh hoa. Diệp Thần có thể cảm nhận được, giờ phút này huyền trúc trong cơ thể vậy cái dương hỏa thiên giao, cả người máu thịt tinh hoa cơ hồ phải bị ép khô. Huyền trúc mặt hiện cười gần nói, Diệp Thần, ngươi không phải thất vọng sao? Không phải cuồng sao? ta tác thành ngươi. Ta thật là tò mò, lần này ngươi có thể hay không, sống sót. Vạn thú vẫn. Đúng như Huyền Uyên dự liệu vậy, Huyền Trúc hôm nay thi triển một chiêu này, vượt xa thiên thú diệt. Sở dĩ ban đầu, Huyền Trúc không có sử dụng một chiêu này, là bởi vì là, một chiêu này đối với tự thân tiêu hao cực lớn, thậm chí, có thể dao động đến căn cơ, càng mấu chốt chính là, cái này vạn thú vẫn vừa ra sẽ hoàn toàn ép khô vậy dương hỏa thiên giao. Vạn thú vẫn là dùng dương hỏa thiên giao mệnh, thi triển cực kỳ sát chiêu. Cái này Dương Hỏa Thiên Dao là huyền cử phí hết tâm huyết bồi dục, tự nhiên không có thể tùy ý liền lãng phí, cho nên lần đầu tiên, hắn sử dụng là Thiên Thú Diệt, dưới mắt, thật sự là không cách nào ngăn cản Diệp Thần, mới sử xuất cái này vạn thú vẫn. Lần này, vẫn là một cái xích kim giao long, hiện lên huyền trúc sau lưng, nhưng cùng trước kia không cùng, trước khi xích kim giao long, nhìn như giống như là do ánh sáng nơi tạo thành, mà lần này giao long như là trông rất sống động, giống như vật còn sống vậy. Vậy giao long phát ra một tiếng vô cùng là thê lương rên rỉ, rồi sau đó, chính là một cái chớp động, xuất hiện ở Diệp Thần trước người, ầm ầm rơi xuống. Ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ dưới đất hắc thị đều là một hồi điên cuồng hỗn loạn, một đạo xích ánh sáng màu vàng khu vực lần nữa hiện lên, lần này, cho dù lần này lực lượng vẫn là hoàn toàn ngưng luyện, nội liễm, nhưng tán toát ra từng tia hơi thở, nhưng cũng đủ để làm những cái kia vây xem huyền yêu tộc người, miệng phun máu tươi thật đáng sợ. Thật là xem một chút, ánh mắt thì phải mù vậy à. Một chiêu này vạn thú vẫn, uy lực, chí ít ở trên trời thú diệt gấp 7 lần trở lên. Thậm chí còn là 10 lần. Lần này, Diệp Thần còn có thể sáng tạo kỳ tích sao. Mà thi triển một chiêu này sau đó, Huyền Trúc cũng là hoàn toàn vô lực, nửa quy xuống, cả người nhìn như cũng giải yếu gấp mấy chục lần. Hắn hai tròng mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm tia sáng kia khu vực, trong mắt là khát vọng khát vọng diệp thần chết, chết thảm, bởi vì tự đại mà chết. Vô tận mất đi hơi thở, từ tia sáng kia bên trong truyền ra, đồng thời còn có một cổ khí vị. Mùi máu tanh. Vô cùng đậm đà mùi máu tanh. Huyền trúc người được huyết tinh này vị, trên mặt chính là xuất hiện vẻ mừng rỡ như điên, hắn biết, lần này, diệp thần không thể nào không chút tổn hao nào, hơn nữa, huyết tinh này vị đậm đà, cầm cả người mài thành máu thịt bùn lầy, vậy bất quá cũng như vậy thôi. Diệp thần rất có thể đã chết à. Rốt cuộc, tia sáng kia khu vực, lần nữa biến mất, tại chỗ lại xuất hiện một phiến mất đi hắc ám hư không. Tất cả người, cũng tập trung trăm nghìn phân sự chú ý, quan sát vậy phiến hắc ám không gian, xem xem có không có động tĩnh gì truyền ra. Có thể, một nén hương đi qua, như cũ lặng yên không một tiếng động. Tập 2309 Huyền Trúc, hoàn toàn cuồng cười lên nói, ha 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 ha, đáng chết tiểu tử, ngươi không phải cuồng sao không phải thất vọng sao? Hiện tại, hài lòng. Ừ, tại sao không nói chuyện? Trả lời à? Huyền Uyên sắc mặt vô cùng làm khó xem, cái loại này thay đổi nhanh chóng, thật là phải đem hắn đạo tâm, cũng mài bể à? Quả nhiên, may mắn không thể nào đồng thời xuất hiện hai lần. Mà mọi người còn lại, chính là than thở. Diệp thần thiên phú, tư chất, thực lực các phương diện, đều là sợ hãi tới cực điểm, liên huyền cử đều bị hắn xa xa vung ở sau lưng chứ. Có thể, nhưng bởi vì vì mình ngu, cuồng ngông, cầm mình chơi chết. Cái này phòng trừng là trên đời, chết được nhất oan ủng yêu nghiệt chứ. Nhưng vào lúc này, một giọng nói, nhưng bỗng nhiên ở hắc ám bên trong vang lên, một đạo, lãnh đạm thanh âm nam tử. Ngươi nói đủ rồi. Tĩnh mịch. Hoàn toàn tĩnh mịch. Thanh âm này, rõ ràng, là diệp thần thanh âm à. Chỉ gặp, một tên thanh niên lần nữa từ hắc ám bên trong đi ra, thanh niên này cả người mặc dù vết thương chồng chất nhưng như là xanh long hoạt hổ xuất hiện ở trước mặt mọi người hơn nữa vậy cả người vết thương gây giận đang đang nhanh chóng khép lại bên trong huyền trúc hoàn toàn ngu đầu trống không cơ hồ thì phải ngất đi chuyện gì xảy ra liền vạn thú vẫn cũng không giết được diệp thần huyền cư công tử rõ ràng nói qua vạn thú vẫn cho dù là còn thật nhất tầng thiên tồn tại đối với vậy được chết à có thể diệp thần tại sao còn sống hắn không hiểu, không cách nào suy tư. Diệp thần mỉm cười nói, xem ra, ngươi nói là đủ rồi, ta còn bất mãn ý, ngươi nhưng có mạnh hơn chiêu thức. Huyền Trúc đã là mặt xám như cho tàn. Mạnh hơn chiêu thức. Dương Hỏa Thiên Giao cũng đã chết, kia còn có cái gì mạnh hơn chiêu thức à? Hắn biết, lần này, huyền cư công tử đối với không phải huyền yêu tộc người, mà là một cái ma đầu. Một người để cho người phát ra từ nội tâm cảm thấy dùng mình ma đầu à? huyền yêu tộc sinh mệnh lực đặt ở thiên nhân vực cũng coi như mạnh có thể hắn vậy cho tới bây giờ không có gặp qua xem diệp thần gần như vậy ư bất diệt tồn tại à nguyên bản thi triển vạn thú vẫn huyền trúc cũng đã đến gần kiệt lực ở tinh thần này đã kích dưới trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi hoàn toàn ngất đi huyền uyên giờ phút này một bộ si ngu diễn cảm hắn đột nhiên cảm thấy mình lo lắng mình nổi nóng mình đối với diệp thần thất vọng rất buồn cười giống như là một con rắn ở lo lắng một con rồng có thể hay không bị lũ lụt chìm giống như chết. Hai người hoàn toàn không phải đứng ở một tầng thứ trên. Hắn mặt lộ vẻ cười khổ, chỉ có thể vui mừng, Diệp Thần không phải mình kẻ địch. Huyền Uyên đi theo Diệp Thần nói, hiện tại, phải làm sao? Diệp Thần tùy ý nói, ta nói qua, muốn cho huyền cử không làm được làm ăn. Vừa nói, hắn liếc cửa hàng bên trong đám người một mắt, những cái kia đồng nghiệp, trưởng quỹ, nữ thị vân. Vân đều là từng cái cả người run rẩy, bị sợ ngu dáng vẻ. Vậy ngay tại lúc này, một tên thanh niên vượt qua đám người, đi tới trước cửa hàng, thấy hiện ra một màn, không khỏi hơi sững sờ. Diệp Thần quay đầu, nhìn về phía tên thanh niên kia nói, ngươi là ai? Người kia có chút ngơ ngác mở miệng nói, ta là tới và Huyền Cử công tử làm ăn, có một nhóm hàng muốn bán cho Huyền Cử công tử. Phải không? Diệp Thần sắc mặt nhàn nhạt, nhạt chỉ một cái Huyền Uyên nói, sau này nơi có làm ăn và hắn làm hắn sẽ cho ngươi cao hơn giá cả. Huyền Uyên nghe vậy sửng sốt một chút, ngay sau đó mặt hiện đại hỉ vẻ. Diệp thần cái này không chỉ là để cho huyền cử không làm ăn làm, đây là trực tiếp, cầm làm ăn cho mình đoạt lại liền à. Còn như giá cả cao một chút, không có vấn đề, dù sao cũng kiếm. Cái này, có thể, thanh niên kia nhưng là lộ vẻ do dự. Làm ăn là nói chữ tín, nói quan hệ, làm sao có thể tùy tiện thay đổi đối tượng giao dịch đâu. Hơn nữa, và hắn giao dịch cũng không phải là người bình thường, mà là huyền cử à. Thánh Nhật Thành huyền cử, huyền yêu nhất tộc, thứ nhất yêu nghiệt huyền cử. Hắn không chọc nổi. Diệp thần tựa như nhìn thấu hắn trần chờ mở miệng nói, hắn là Thánh Nguyệt Thành huyền uyên. Ngươi hẳn nghe nói qua, có hắn bảo, huyền cử, không nhúc nhích được ngươi, dĩ nhiên, ngươi còn có cái lựa chọn thứ hai. Dứt lời, Diệp thần nhìn một cái cửa hàng bên trong mọi người nói, các ngươi, rời đi đi. Những cái kia trưởng quỹ, thì nữ vân. Vân nghe vậy, giống như là bắt được dâm dạ cứu mạng vậy, điên cuồng trốn chạy nơi này. Đám người thấy vậy, có chút nghi ngờ, Diệp Thần muốn làm gì? Đây là, Diệp Thần sắc mặt nhạt nhạt quét vậy cửa hàng một mắt, rồi sau đó, tiện tay một quyền đánh ra. Hồn thể đổi thành thi triển, một quyền này bên trong cự lực gào thét. âm một tiếng vang thật lớn, Diệp Thần quả đấm, hung hăng đập vào cửa hàng mặt tường bên trên, trận pháp phòng ngự ánh sáng cuồng tránh nhưng ở đó cự lực ăn mòn dưới nhưng thật nhanh bể tan tành trước toàn bộ cửa hàng thời gian đảo mắt hóa thành phế tích đám người con người co giúp một cái diệp thần chân thực lợi hại lại là một quyền trực tiếp đem huyền cử cửa hàng đập không có à đồng thời bọn họ cũng là một hồi sợ hãi lực lượng này bao lớn phải biết xây cửa hàng này sử dụng cũng đều là trên cùng vật liệu à liền bị như thế một quyền đập nát bấy diệp thần nhìn về phía thanh niên kia nói Ừ, còn muốn ta nói cho ngươi cái lựa chọn thứ hai là cái gì không?" Thanh niên kia nuốt nước miếng một cái, điên cuồng lắc đầu nói, "Không cần, không cần, tại hạ nguyện ý lựa chọn cùng Huyền Uyên công tử tiến hành giao dịch." Huyền Cư chỗ ở phủ đệ, tên kia giữ lại dâu cá chê người trung niên, đang bất an đi tới đi lui. Huyền Nô đã nhận được tin tức, bọn họ hắc thị bên trong có làm ăn lớn ba nhà cửa hàng, đã toàn bộ hủy ở Diệp Thần trong tay, thậm chí, liền mua bán đều bị Huyền Uyên toàn bộ đoạt đi. Mà chuyện này ở thánh thiên thành cũng là truyền được cả thành mưa gió có thể thời khắc mấu chốt hắn lại là liên lạc không được huyền cử cái này mấy ngày huyền cử một mực không ra mặt mà diệp thần lại biểu hiện ra nghịch thiên cường thế thánh thiên trong thành tất cả mọi người bắt đầu nghị luận huyền cử có phải hay không sợ diệp thần không chỉ có làm ăn sắp làm không nổi nữa thậm chí huyền cử đều bắt đầu bị người ta gọi là là con rùa đen giúp đầu tiếp tục như vậy nguyên bản thân là huyền yêu tộc thứ nhất yêu nghiệt tồn tại thì phải lâm vào là một cái chê cười hà đáng chết thiếu gia hắn rốt cuộc thế nào bên kia diệp thần nhìn huyền tước hỏi mấy ngày nay huyền cử có cái gì không chiều hướng còn nữa tra được huyền nhã vị trí sao hắn phá hoại huyền cử hắc thị buôn bán thời điểm không để cho huyền tước nhàn rỗi mà là để cho hắn đi chú ý huyền cử chiều hướng hơn nữa điều tra huyền nhã vị trí huyền cử vì chứng minh thành tâm phải dùng nhất truyền thống phương thức cử hành tế tổ đại điển lại đón dâu huyền nhã mà ở lớn điển trước Hai người không thể có bất kỳ tiếp xúc, thậm chí muốn ở chỗ bất đồng, cho nên Huyền Nhã khẳng định không có ở đây Huyền Cừ phủ đệ bên trong. Huyền Tức nói, cái này mấy ngày, Huyền Cừ đều đang bế quan bên trong, một bước không ra, cho dù trong thành đã đem hắn truyền là con rùa đen giúp đầu, hắn vẫn là không có ra mặt, còn như Huyền Nhã cô nương vị trí, ta cũng trả được. Vừa nói, hắn cầm ra một cái ngọc giản, đưa cho Diệp Thần nói, nơi này chính là Huyền Nhã cô nương bị giam lỏng địa phương có một tên còn chân cảnh nhất tầng thiên cường giả chấn thủ diệp thần ánh mắt sáng lên xem ra để cho huyền tước hỗ trợ là chính xác lựa chọn ở thánh thiên bên trong thành thu góp tình báo năng lực có thể nói là cao cấp hắn nhận lấy ngọc giản ánh mắt chớp mắt nói thông báo huyền uyên chúng ta đi cứu người trên thực tế diệp thần sở dĩ làm như thế nhiều mục đích chủ yếu là phân tán huyền cử sự chú ý suy yếu hắn lực lượng tốt tranh thủ thời gian tra ra huyền nhã chỗ sau đó tiến hành cứu viện không thể không nói diệp thần thành công mặc dù huyền cư không có lộ diện có thể như là ở phủ đệ mình bốn phía tăng cường lực lượng thủ vệ cơ hồ đem mang đến thánh thiên thành thánh nhật thành cung phụ toàn bộ an bài ở bên cạnh mình chính là phòng bị diệp thần cùng huyền uyên phát động đánh bất ngờ dẫu sao diệp thần cho thấy chiến lực đã để cho huyền cư cảm thấy uy hiếp nếu như huyền uyên và diệp thần thật tìm tới cửa hắn chỉ có thể dựa vào so thánh nguyệt thành cung phụ càng kiên cố lực lượng để ngăn cản mà không phải mình ra cửa cùng Diệp Thần chiến đấu. Nguyên bản phụ trách trong trường Huyền Nhã một tên cung phụng cũng là trở lại phủ đệ bên trong. Cái này sẽ để cho Diệp Thần có thể có cơ hội. Đêm đó, Diệp Thần liền cùng Huyền Uyên đi tới một tòa ngoại ô núi sâu bên trong. Sở dĩ mang Huyền Uyên là vì phòng ngoài ý muốn phát sinh, ví dụ như Thánh Nhật Thành cung phụng đột nhiên xuất hiện. Diệp Thần đối với mình hôm nay thực lực, mặc dù có mấy phần tự tin, nhưng tự nhiên không thể nào là những cái kia ẩn núp còn chân cảnh trung hậu kỳ cường giả đối thủ. Cho nên, cần Huyền Uyên tiến hành chế ước. Huyền Uyên bên người cũng có một tên Thánh Nguyệt Thành cung phụng tiến hành bảo vệ, tên này cung phụng thực lực cũng là cực kỳ khủng bố. Bất quá, hắn giống vậy sẽ không chủ động ra tay, để tránh khơi mào Thánh Nhật Thành cùng Thánh Nguyệt Thành chiến tranh. Cho nên, trận chiến này, căn bản chỉ có thể dựa vào Diệp Thần mình. Mặc dù, Diệp Thần nếu như mượn dùng Huyền Hàn Ngọc, cùng với sóc lão lực lượng, có thể miễn cưỡng đối kháng còn chân cảnh cường giả. Nhưng, Diệp Thần không dự định làm như vậy. Hôm nay, hắn bản thân thực lực đã mơ hồ đến gần còn thật nhất tầng thiên, mặc dù có chênh lệch, cũng không phải lớn đến không cách nào bù đắp tầng thứ. Mà huyền hàn ngọc, sóc lão cùng với luân hồi mộ địa đại năng lực lượng, không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Thần không biết sử dụng, đây là hắn lá bài tẩy. Rất nhanh, một tòa trang viên liền xuất hiện ở Diệp Thần trước mắt, cửa trang viên, có hai người huyền yêu tộc người nắm tay. Bất quá, hai người thực lực đều không coi là quá mạnh mẽ, chỉ là thủy nguyên đỉnh cấp tồn tại. Diệp thần để cho huyền uyên ở lại trang viện ra, mà mình liền thi triển che giấu phương pháp, lẻn vào trang viện bên trong. Hôn thể đổi thành thi triển, cường đại thần niệm lực ngay tức thì xông ra, rất nhanh, diệp thần liền phát hiện huyền nhã chỗ. Lúc này, thân hình động một cái, liền muốn hướng huyền nhã gian phòng đi, nhưng vào lúc này, quát to một tiếng bỗng nhiên vang lên nói là ai, gan dám xông vào nơi đây. Diệp Thần nghe vậy, thần sắc nhàn nhạt, nhạt đứng ở đáy mắt, không có lộ xảy ra cái gì vẻ kinh ngạc. Hán Thần hồn lực mạnh mẽ, có thể lừa gạt được người khác thần niệm dò xét, nhưng cái này đúng tòa trang viên bên trong, cũng bố trí một tòa đại trận, muốn không kích hoạt đại trận đến gần Huyền Nhã Gian Phòng, rất khó làm được. Hơn nữa, muốn mang đi Huyền Nhã không bị phát hiện, cơ hồ là không thể nào. Rất nhanh, một tên thân hình cao lớn, đầy tóc vàng, khóe mắt hướng lên vô cùng hung lệ người đàn ông trung niên liền xuất hiện ở diệp thần trước mặt tên này huyền yêu tộc người tên là huyền trấn chính là chấn thủ nơi này còn chân cảnh cường giả người nọ thấy diệp thần ngay tức thì chính là con người co giúp một cái trầm giọng nói ngươi là diệp thần mấy ngày nay diệp thần ở thánh thiên thành có thể nói là danh tiếng vang xa muốn không nhận biết hắn cũng rất khó diệp thần sắc mặt nhàn nhạt, nhạt nói ta cho một mình ngươi rời đi cơ hội tốt nhất không muốn ngăn trở ta nếu như đổi thành bình thường diệp thần có thể sẽ chọn trực tiếp đánh một trận nhưng hiện tại lấy cứu người là chính vậy treo khóe mắt nam tử nghe vậy cười ha ha một tiếng nói thằng nhóc ngươi cho là có mấy phần thiên phú thì thật vô địch ha ha ngươi đến đã sớm ở huyền cư công tử dự liệu bên trong nếu không ngươi lấy là ngươi người có thể như vậy dễ dàng tra đến chỗ này tồn tại diệp thần nghe vậy ánh mắt khẽ hơi trầm xuống một cái huyền trấn thấy vậy sắc mặt như là bộc phát đắc ý nói ngươi cho ta đi một lần mở cơ hội, ta cũng không định cho ngươi mở trận. Hắn khẽ quát một tiếng, một khắc sau, Diệp Thần dưới chân bỗng nhiên bộc phát ra một hồi ánh sáng, đem ngay tức thì bao phủ lên một tòa đại trận dưới. Cái này trong đại trận, khắp nơi bị màu vàng tràn đầy sương mù, mơ hồ nhộn nhạo nguy hiểm hơi thở. Mà Huyền Trấn thân hình đã biến mất không gặp. Hắn lặn núp trong bóng tối, một đôi treo mắt ngưng mắt nhìn Diệp Thần, nguyên bản hắn lấy là Diệp Thần bị tòa đại trận này vây khốn, Hắn lập tức sẽ lộ ra vẻ bối rối, nhưng mà, hắn sai rồi. Giờ phút này, Diệp Thần như cũ duy trì ổn định. Huyền chấn khẽ cau mày, đại trận này uy lực hắn rất rõ ràng. Trận này, tên là yêu dương kim quang trận, truyền thừa từ thái cổ. Ở cái này trong đại trận, hắn cơ hồ nắm trong tay hết thảy, như tự tại thiên vậy. Có thể Diệp Thần tại sao vẫn là như vậy rừng rưng. Bỗng nhiên, Diệp Thần quay đầu nhìn về phía huyền chấn chỗ ở phương hướng, nhạt nhạt nói đây chính là huyền cử chuẩn bị hậu thủ đáng tiếc đối với ta thật giống như không có tác dụng quá lớn huyền trấn thấy vậy tâm thần rung động đây là chuyện gì xảy ra diệp thần là cái gì có thể phát hiện mình chỗ chẳng lẽ là nói bừa một khắc sau huyền trấn thân hình động một cái ngay tức thì chuyển đổi vị trí đồng thời thúc giục đại trận đạo đạo uy năng cường đại kim quang ở trong đại trận hiện ra hướng diệp thần bắn nhanh đi đây vẫn chưa kết thúc huyền trấn trong tay nhiều hơn một chuôi màu vàng búa tạ búa tạ bên trên kim quang cuồng trào hắn còn thật nhất tầng thiên hơi thở điên cuồng bùng nổ quanh thân chủ ý sợ hãi dường như muốn đem mặt đất đập thành mảnh vỡ nháy mắt tức thì đi đôi với vậy ác liệt kim quang huyền chấn cũng là đánh ra vô cùng là kinh khủng một chùy ở nơi này trùng trùng công kích vây quanh dưới diệt thần cơ hồ không có né tránh chỗ trống có thể ngay tại lúc này diệp thần trong mắt như là lóe lên một hồi hồng quang rồi sau đó thân hình chớp mắt lấy suýt xảy ra tai nạn khoảng cách tránh thoát kim quang kia bắn xong. Huyền chấn con ngươi co rúc một cái, mặt hiện vẻ rung động, điều này sao có thể. Kim quang kia tốc độ, hắn rất rõ ràng, hơn nữa, cơ hồ là ở diệp thần bên người bùng nổ à. Muốn ở kim quang xuất hiện ngay tức thì tiến hành né tránh là căn bản không thể nào. Có thể diệp thần tại sao tránh được. Trong chốc lát, đầu óc hắn hỗn loạn, nhưng, hắn rất nhanh liền đem trong đầu ý tưởng, toàn bộ thanh trừ sạch sẽ, hai tròng mắt gắt gao phong tỏa diệp thần cái ót. Trên thực tế, Kim Quang kia vốn là một cái cờ hiệu, Kim Quang uy lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng hắn biết Diệp Thần sinh mệnh lực cũng là khủng bố. Tại sao Huyền Chấn có lòng tin dựa vào đại trận này chu diệt Diệp Thần? Một cái, là yêu dương Kim Quang trận có thể dựa vào ác liệt Kim Quang không ngừng tiêu hao đối thủ, một cái khác thì là có thể che giấu mình tồn tại cùng với đợt công kích động chờ một chút. Cái này mới là Huyền Chấn chân chính dựa vào. Huyền Chấn ở Thánh Thiên Thành, được gọi là Hám Trì có cuồng lực phách thể. Một thân chùy đạo thần thông thả thể chất, vô cùng là phù hợp, cái này một chùy bên trong hàm chứa trình độ cao nhất dung động lực tàn phá. Nhưng, Huyền chấn có một cái nhược điểm lớn nhất, chính là ra tay quá chậm. Cái này chùy pháp uy lực mặc dù nghịch thiên, nhưng muốn đánh chúng cùng cấp đối thủ, nhưng là vô cùng là khó khăn. Vì vậy, vậy dưới tình huống, Huyền chấn đang trong chiến đấu đều sẽ không sử dụng cái này bộ uy lực nghịch thiên chùy pháp tiến hành công kích, như vậy kết quả chỉ có thể bị đối thủ tránh thoát thôi. Nhưng, có cái này bộ yêu dương kim quang trận, tình huống liền hoàn toàn bất đồng. Ở trận pháp phối hợp dưới, trong trận kẻ địch căn bản không thể nào phát hiện huyền chấn ra tay, một thân khủng bố lực tàn phá, có thể phát huy đến tinh tế. Đây cũng là tại sao, hắn có tự tin dựa vào trận pháp này, hoàn toàn chu diệt diệp thần. Đến đây là hết rồi. Mọi người hãy bấm like và đăng ký kênh để chờ đón tập tiếp theo nha.